chương 401, chắc chắn sẽ ổn thôi. Trong nhà, Giang Sách đang ngồi trên ghế salon xem TV. Về rồi à? Ừm. Giang Sách bước tới, cầm túi sách và áo khoác giúp Đinh Mộng Nhiên, chờ sau khi cô ngồi xuống ghế, kịp thời rót một ly nước ấm đưa tới trước mặt. Sao chế vậy rồi mới về? Giang Sách vươn tay nắm đôi chân thon dài của Đinh Mộng Nhiên lên, đặt lên đùi mình, sau đó xoa bóp huyệt đạo giúp cô thả lỏng cơ thể. Đinh Mộng Nhiên uống một ngụm nước, rồi cười khổ lắc đầu. Dạo này để thúc đẩy tiến trình xây dựng nên trong nhà mở rất nhiều cuộc họp, làm em thấy hơi mệt. Đúng rồi, em đã nói chuyện của anh cho ông nội rồi. Giang sách mỉm cười lắc đầu, ông cụ chắc chắn không chịu, đúng không? Không, ông nội đồng ý rồi. Đồng ý? Ừ, chỉ là, hay. Đinh Mộng Nhiên cũng không biết phải nói thế nào, bèn lấy luôn tờ danh sách ra, đặt lên. Bàn, Đồng ý thì đồng ý rồi, nhưng ý của ông là, ông muốn cải tạo tiểu khu đế hào thành khu Nghĩa Trang. Trong tiểu khu có tổng cộng 30 hộ gia đình đang sinh sống. Nhiệm vụ của em là phải thuyết phục bọn họ phối hợp với công tác bên mình, có vậy ông nội mới bằng lòng trao quyền phá rỡ và cải tạo lại. Nhiệm vụ nghe có chút khó khăn đầy. Giang sách lẳng lặng cầm danh sách lên, quét mặt nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Mới đọc thấy ba bốn cái tên bên trên, anh lập tức hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra bởi vì thân phận và địa vị của ba bốn người này đều thuộc dạng hiển hách lướt xuống mấy hàng nữa hình như người nào cũng có điểm khiến giang sách phải chú ý mà người có thể thu hút sự chú ý của giang sách tất nhiên không phải người thường không phú thì cũng quý giang sách thả danh sách xuống bàn trong lòng nhen nhóm lửa giận khó trách ông cụ lại có lòng tốt đồng ý giúp đỡ giang sách thì ra không phải thật sự xuất phát từ lòng hảo tâm, mà chỉ là muốn nhân cơ hội này trả đũa mà thôi. Ông ta rõ ràng là muốn đẩy Đinh Mộng Nhiên vào hố lửa. Không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhìn nét mệt mỏi trên mặt Đinh Mộng Nhiên là đủ để nhận ra manh mối rồi. Nhất định Đinh Mộng Nhiên biết rất rõ chuyện này nguy hiểm cỡ nào, cũng biết thân phận và địa vị của mấy ông lớn này không hề đơn giản. Dưới tình huống dù biết rõ mọi chuyện, nhưng cô vẫn không hề trùn bước mà dứt khoát đồng ý với yêu cầu của ông cụ thế thì chỉ còn lại một khả năng cô thật sự rất muốn giúp đỡ Giang Sách. Hay nói đúng hơn là, cô thật sự yêu Giang Sách rất nhiều. Có một người vợ như này, anh còn cầu mong gì hơn nữa chứ? Biểu cảm của Giang Sách vẫn bình tĩnh như cũ, ở thời điểm này thì càng phải bình tĩnh hơn cả bình thường, bởi nếu ngay cả anh cũng luống cuống cả lên, chẳng phải Đinh Mộng Nhiên sẽ càng thêm hoảng sợ ư. Anh mỉm cười, từ tốn nói, Mộng Nhiên, em định khi nào thì bắt tay hành động. Ừm. Um. Chắc cỡ ngày mốt, em định dành chọn ngày mai để suy nghĩ thật kỹ, chuẩn bị một vài lời hay cũng như quà tặng rồi mới bắt đầu liên hệ với người ta. Được, sau vài giây im lặng, Giang sách hàn ủi, Mộng Nhiên, em cứ yên tâm, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi. Trong lòng Đinh Mộng Nhiên vô cùng chua xót chắc chắn sẽ ổn thôi, là chắc chắn không ổn mới đúng. Giang sách nắm chặt lấy tay Đinh Mộng Nhiên, vẫn cầu nói cũ, em tin anh không? Đã lâu rồi Giang Sách chưa hỏi Đinh Mộng Nghiên câu này. Tuy khoảng thời gian này Đinh Mộng Nghiên rất tin tưởng Giang Sách, mà Giang Sách cũng không hề khiến cô thất vọng, nhưng chuyện lần này khác hẳn những chuyện lúc trước mà. Chương 402, nói rất đúng. Cô thở dài, rút tay ra khỏi tay anh. Không phải em không tin anh, mà là em không tin bản thân mình. Nhìn bộ dạng cô đơn của vợ, Giang Sách càng thêm không đành lòng, nhưng giờ phút này có nói nhiều cũng chỉ vô dụng bởi vì Đinh Mộng Nghiên chẳng có chút tự tin gì cả, một chút xíu cũng không có. Điều duy nhất Giang Sách có thể làm chính là đứng vững sau lưng, yên lặng ủng hộ Đinh Mộng Nghiên, giúp cô vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Anh nói lời cuối, Mộng Nghiên, hãy tin anh, lần này nhất định sẽ bình an vượt qua mọi chuyện. Chỉ mong là vậy. Đinh Mộng Nghiên nghiêng người, dựa đầu vào lòng Giang Sách. Dù mai này có ra sau, ít nhất bây giờ vẫn còn một nơi che mưa che gió, để cơ thể và tinh thần đầy mệt mỏi của cô có thể bình yên nghỉ ngơi. Giữa đêm, trong văn phòng trụ sở nhà họ Đinh, văn phòng chủ tịch. Một già hai trẻ, ba người thành thơ ngồi trên sofa, trong tay cầm một ly rượu vang, sung sướng thưởng thức. Đinh Phong thành gác chéo chân, vui vẻ nói, chị cả, chị giỏi thật, kế hay như vậy mà chị cũng nghĩ ra được. Hẳn em ba bây giờ đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan cho xem, luyến tiếc miếng thịt béo trước mắt, nhưng lại không có kế xoay chuyển càn khôn vừa nghĩ tới thôi đã cảm thấy sướng điên người rồi hồi trước bị đinh mộng nghiên và giang sách bắt nạt lâu như vậy cuối cùng hôm nay anh ta cũng có cơ hội xả mối hận trong lòng đinh trọng gật đầu tuy đinh mộng nghiên là cháu gái của ông ta nhưng lại khiến ông ta mất mặt không thể không xuống đài hết lần này tới lần khác giờ thì hay rồi rốt cuộc cũng có cơ hội làm nhục đinh mộng nghiên một phen với lại đâu phải ông ta ép đinh mộng nghiên làm chuyện này là Đinh Mộng Nhiên tự mình muốn làm, cũng đâu phải ông ta chủ động làm nhục Đinh Mộng Nhiên, ông ta chỉ mượn tay người khác để thực hiện chuyện này thôi. Chiều mượn đao giết người này đúng là đã ghiền thật. Đều là người một nhà, nhưng Đinh Trọng lại vô cùng xem thường Đinh Mộng Nhiên, nếu không phải vì 10% cổ phần của công ty, Đinh Trọng đã sớm đá Đinh Mộng Nhiên tới chỗ khỉ họ có gái nào đó rồi. Đinh Tử Ngọc mỉm cười, nói ông nội, nếu chỉ làm em ba không xuống nổi đài, bị nhục mặt một chút, thì tính ra quá có lợi cho cô ta rồi, thực tế chúng ta cũng chẳng vớt phát được chỗ tốt gì, vậy không khỏi quá nông cạn." Ninh Trọng hỏi, "Sao đây, cháu còn có ý định khác nữa à?" "Đương nhiên ạ." À. Ninh Tử Ngọc đặt ly rượu vang đỏ xuống, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Ông nội, điều ông kiêng kỵ nhất ở em ba là gì?" Ninh Trọng không nói chuyện. Ninh Tử Ngọc nở nụ cười, "Hẳn là 10% cổ phần công ty trong tay nó, đúng không?" Bầu không khí trong phòng tĩnh lại tuy rất không tình nguyện thừa nhận, nhưng chuyện này thực sự khiến Đinh Trọng cực kỳ khó chịu. Mỗi lần nghĩ tới 10% cổ phần của công ty lại nằm trong tay Đinh Mộng Nghiên, cả người ông ta lập tức cảm thấy không thoải mái. Đinh Tử Ngọc nói tiếp, ông nội, không phải lần này chính là cơ hội tốt nhất để thu hồi số cổ phần đó sao? Ý cháu là gì? Ý cháu rất đơn giản, em ba không chỉ không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ kia, khả năng cao còn sẽ đắc tội những nhân vật tại to mặt lớn này. Tới lúc đó, không phải ông đã có cơ hội thu hồi 10% cổ phần kia về rồi ư? Nói rất đúng. Đinh Trọng Thông suốt rồi. chương 403, hiểu thấu suy nghĩ của ông nội. Đinh Mộng Nhiên sẽ đắc tội với người khác là chuyện ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó ông ta hoàn toàn có thể lấy lý do dập tắt lửa giận của người ta để, bất đắc dĩ, phải trừng phạt Đinh Mộng Nhiên, thu hồi cổ phần công ty. Kể từ đó, cái gai trong đầu Đinh Trọng không phải đã được nhổ rồi hay sao? đinh trọng giơ ngón cái lên tốt rất tốt tử ngọc à cháu đúng là thông minh hiểu thấu suy nghĩ của ông nội sau đó ông ta quay đầu liếc nhìn đinh phong thành phong thành mai mốt nhớ đi theo chị cả của cháu học tập đầu óc phải biết nhìn xa phải thông minh một chút sau trăm tuổi ông sẽ giao lại cơ nghiệp nhà họ đinh cho cháu đấy nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của cháu xem cháu bảo ông làm sao yên tâm được đây đinh phong thành bất lực gật đầu vâng cháu biết rồi thưa ông cháu sẽ cố gắng ba người liếc mắt nhìn nhau, khóe môi cong cong, nở nụ cười mỉm. Họ dơ ly rượu lên, cùng nhau cạn ly chúc mừng, kế hay tối nay. Mặt trời từ từ ló dạng ở đằng Tây, một ngày mới lại đến rồi. Trong thành phố, người người bận rộn đủ việc, có người đi làm, có người đi học, tất cả đều bôn ba vì chuyện của mình. Một chiếc xe Audi màu đen dừng lại trong bãi đậu xe, cửa được mở ra, một người đàn ông tướng tá khôi ngô bước xuống. Anh ta chính là người đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng nhà giàu ở khu Giang Nam, cũng là một trong những nhà cung cấp thực phẩm lớn nhất thế giới, Quan Chí Toàn. Quan Chí Toàn sửa sang lại quần áo, nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt, thong dong nói, nơi đây chính là văn phòng quản lý của người tổng phụ trách khu Giang Nam sao? Không biết hôm nay tới đây là phúc hay họa nữa. Sáng sớm hôm nay, Quan Chí Toàn đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ văn phòng quản lý tổng phụ trách, bên kia nói có chuyện vô cùng quan trọng cần ông ta tới đây một chuyến. Cũng vì vậy mà ông ta đã cho rời lịch toàn bộ công việc cũng như cuộc họp của hôm nay lại, còn cố tình mặc một bộ Âu phục chỉnh tề, gọn gàng để đến đây. Vừa bước tới cửa, một nhân viên chuyên môn đã chờ sẵn, nghênh đón ông ta tiến vào tòa nhà, sau đó dẫn ông ta lên sảnh lớn ở tầng 12 ngồi. Tầng 12 là khu ăn uống. Đương nhiên là được chia thành khu ăn uống của nhân viên bình thường và khu dùng cơm của các cấp lãnh đạo. Và tất nhiên khu quan trí toàn được dẫn tới chính là khu của các cấp lãnh đạo. Khung cảnh nơi đây cực kỳ tốt, trên tường còn treo một chiếc tivi màn hình mỏng cực lớn đang chiếu vài kênh tuyên truyền. Quan trí toàn cứ thế ngồi chờ, chờ hẳn nửa tiếng. Tuy sẽ có nhân viên tiếp tân thỉnh thoảng tiến tới rót trà cho ông ta, còn đưa chút bánh trái, thái độ phục vụ không chê vào đây được, nhưng chuyện mãi mà không nhìn thấy người tổng phụ trách khiến lòng ông ta cảm thấy nôn nao. Mới sáng sớm đã gọi điện kêu người ta qua đây, ai biết là chuyện tốt hay xấu. Quan trí toàn cố gắng lục lọi trí nhớ xem gần đây mình có làm chuyện gì xấu không. Đúng là có làm vài chuyện quá đáng thật, nhưng cũng đâu phải chuyện đại gian đại ác gì, không đến nỗi kinh động cả người tổng phụ trách nhỉ. Ông ta ăn không vô, uống không trôi, cứ thế ngồi đợi. Sau khoảng 40 phút, bên tai vang lên tiếng bước chân lép xẹp, ông ta còn tưởng người tổng phụ trách đã tới, vội đứng dậy chào lúc này mới nhận ra đó là hai ông lớn khác cũng được người tổng phụ trách mời tới. Thân phận của hai người này không hề đơn giản, đều là lãnh đạo của cục thành phố, và họ cũng giống như quan trí toàn, đều là nhận được cuộc gọi của người tổng phụ trách mời tới. Ba người như lạc trong sương mù, không ai biết người tổng phụ trách gọi họ tới đây là vì nguyên nhân gì. Tuy cả ba có quen biết nhau, nhưng ba bên đều không có mối làm ăn nào chung nên theo lý thuyết, không thể cùng gọi cả ba tới được không đợi bọn họ kịp hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, lại thêm vài người đi tới. Có nam, có nữ, có người già, cũng có người trẻ. Mặc dù tuổi tác khác biệt, nhưng tất cả đều có một điểm chung toàn bộ những người này đều là nhân vật tinh anh ở Giang Nam, không giàu thì cũng là người có quyền. Tất cả mọi người đều vô cùng buồn bực, người tổng phụ trách đang dở trò quỷ gì đây? chương 404, mục đích thực sự của việc mời họ ăn cơm là gì? Khi ngày càng có nhiều người xuất hiện, rốt cuộc mọi người đã nhận ra, tuy bọn họ không có mối làm ăn hay bất cứ liên hệ nào với nhau, nhưng cả đám đều ở chung trong một tiểu khu. Tiểu khu đế hào. Trong vòng 2 tiếng, hết thảy mọi người đã đến đông đủ. Chủ nhà của 30 hộ gia đình ở tiểu khu đều đã có mặt đầy đủ. Nhưng người tổng phụ trách vẫn chưa xuất hiện, chỉ sai người túc trực chấm trà rót nước cho họ, hơn nữa còn chuẩn bị một bàn thức ăn cực kỳ phong phú. Rất nhiều người trong số họ không có tâm trạng dùng điểm tâm, nhưng giờ đã gần trưa, ai nấy đều đói bụng lắm rồi. Vốn bụng đã sôi, cộng thêm người tổng phụ trách còn chuẩn bị thức ăn cho họ. Vậy thì ăn thôi. Mọi người cùng ngồi xuống, cầm đũa ăn từng miếng một, đồng thời trong lòng cũng thầm oán hận, rốt cuộc người tổng phụ trách đang giấu gì trong hồ lô vậy? Khua chiêng gõ trống mời nhiều người tới như thế chỉ để mời họ ăn bữa cơm thôi sao? Cho dù là mời dùng cơm, cũng đâu thể chỉ để khách ăn không còn chủ nhân thì lại không trình diện chứ. Trong lúc mọi người đang vô cùng khó hiểu, một người đàn ông tiến về phía họ, đó không phải người tổng phụ trách, mà là người phát ngôn của người tổng phụ trách Mộc Dương Nhất. Mọi người vừa định đứng dậy, Mộc Dương Nhất đã vội xua tay. Các vị cứ ngồi, các vị cứ ngồi. Nói xong, dưới ánh nhìn của mọi người, anh ấy bước tới trước TV, lấy đầu đĩa DVD ra, mở. Khay, đặt đĩa lên, sau đó đẩy vào lại, vài tiếng xèo xèo vang lên tv thuận lợi nhận đĩa và chiếu nội dung lên màn hình kênh tuyên truyền quảng cáo trong màn hình đã thay đổi biến thành kênh tuyên truyền việc phá bỏ và cải tạo lại khu ven bờ sông phía tây thành phố mọi người đưa mắt nhìn nhau lại là trò gì nữa đây vừa định hỏi xem có chuyện gì mộc dương nhất đã nói mọi người ăn uống ngon miệng tôi đi trước vừa đến đã đi làm ơn anh có thể nói rõ mọi chuyện rồi hãy để có được không Quan Trí Toàn không chịu được nữa, đứng dậy cười nói, "Trưởng quan Mộc, xin dừng bước." Mộc Dương Nhất nhìn ông ta, "Ông chủ quan có chuyện gì à?" Quan Trí Toàn cười hỏi, "Không phải, Trưởng quan Mộc, mới sáng sớm tổng phụ trách đã gọi điện thoại kêu chúng tôi đến đây, tại sao vậy? Không thể cứ bắt chúng tôi chờ mãi như vậy, ít nhất cũng phải cho chúng tôi một lý do chứ." Mộc Dương Nhất mỉm cười, thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là tổng phụ trách biết mọi người là trụ cột của khu Giang Nam lo lắng mọi người mệt mỏi không có thời gian nghỉ ngơi nên đã làm chủ thay mà gọi mọi người đến đây ăn uống nghỉ ngơi thỏa thích. Nếu mọi người đã ăn no uống say rồi mà muốn rời đi thì cứ đi bất cứ lúc nào, không cần phải báo cáo. Nói xong, Mộc Dương Nhất không ở lại thêm giây phút nào nữa, lập tức rời khỏi khu ăn cơm. Ở trường quan Mộc, quan trí toàn nhìn theo bóng lưng rời đi của Mộc Dương Nhất với vẻ mặt sướng sờ, anh đang nói đùa sao? Mới sáng sớm đã gọi 30 vị quan to tới chỉ để bọn họ ăn cơm nghỉ ngơi thôi à? Tại sao họ lại cảm thấy như đang bị đùa giỡn thể nhỉ? Chẳng lẽ tổng phụ trách vì muốn chiếm được nụ cười của người đẹp mà cố ý lừa gạt họ đến đây ư? Ừ. Không thể nào. Quan Chí Toàn ngồi xuống, trong lòng thầm tính toán. Chuyện không đáng tin cậy như vậy, tuyệt đối tổng phụ trách không thể làm được. Mặc dù chưa nhìn thấy tổng phụ trách nhưng Quan Chí Toàn đã nghe được tin tức rằng đó là một người cường quyền thông minh sắc sảo, không ít kẻ ác đều rơi vào tay anh ta. Một nhân vật như vậy sẽ không bao giờ làm những điều lố bịch. Mục đích thực sự của việc mời họ ăn cơm là gì? Đôi mắt của quan trí toàn vô thức nhìn về phía TV, ngay khi Mộc Dương Nhất vừa bước vào, việc duy nhất anh ấy làm là đổi đĩa. chương 405, phát huy thật tốt, video tuyên truyền đã thay đổi. Quan trí toàn xem đoạn video tuyên truyền về việc phá rỡ và di rời đi nơi khác càng xem càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Làm thế nào mà các dự án của cục xây dựng thành phố lại được tổng phụ trách truyền phát tin chứ? Mọi người trong phòng đều là người thông minh, tuy rằng không ai nói ra, nhưng trong lòng đều đã đoán được. Tất cả họ đều đến từ tiểu khu đế hào, trong phòng lại có các video tuyên truyền về việc phá rỡ và di rời đi nơi khác, ngay cả những kẻ ngu ngốc cũng có thể hiểu được ý đồ của nó, huống chi đám người tinh hoa này. Mọi người đều nhìn nhau, anh nhìn tôi tôi nhìn anh đều không nói rõ được một đám cắm cúi uống trà ăn cơm nhưng thật ra trong lòng cũng biết kế tiếp nên làm như thế nào đã một giờ trôi qua mỗi lần hỏi lễ tân đều nhận được câu trả lời giống nhau tổng phụ trách không có ở đây nếu họ cảm thấy đã ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ thì có thể rời đi bất cứ lúc nào lại đợi thêm một giờ nữa tình hình không có gì thay đổi xem ra đúng là tổng phụ trách không có ý định muốn gặp họ mà họ lại biết rõ mục đích của tổng phụ trách. Cho nên, một vị lãnh đạo thành phố đứng lên, "Mọi người, tôi còn có chuyện phải giải quyết, mọi người cứ từ từ ăn." Ông ta đứng dậy và rời khỏi phòng. Những người khác thấy vậy thì không ở lại nữa mà họ lần lượt rời khỏi khu vực ăn uống. Quan trí toàn là người thận trọng nhất, cho đến khi tất cả mọi người rời đi, ông ta vẫn ở lại đợi thêm nửa giờ nữa rồi mới đứng dậy rời đi. Trên tầng 16 trước khung cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn giang sách chắp tay sau lưng nhìn những chiếc xe rời khỏi bãi đậu với nụ cười mãn nguyệt mộc dương nhất hỏi lão đại tại sao anh không giải thích rõ với họ giang sách mỉm cười không phải chuyện gì cũng đều phải giải thích rõ đâu có đôi khi không nói lại còn có ích hơn là nói nếu nói ra chính là lạm dụng quyền lực bắt bọn họ phục tùng theo nếu không nói bọn họ chỉ có thể đoán anh muốn làm gì Đoán càng nhiều càng làm được nhiều. Đây là chiến tranh tâm lý. Tất nhiên, với thân phận và địa vị của Giang Sách, ngay từ đầu trận chiến này đã biết trước kết quả. Đây chỉ là cách mà Giang Sách lựa chọn để đạt tới kết quả mà thôi. Người cuối cùng ra ngoài là quan trí toàn. Sau khi anh ta lên xe thì không quay lại công ty mà đi thẳng đến ngôi nhà cũ ở tiểu khu Đế Hào. Cả nhà ai cũng thắc mắc, sao hôm nay ông ta lại về sớm vậy? quan trí toàn chỉ trả lời bốn chữ, lập tức chuyển nhà. Mọi người chẳng ai hiểu gì cả nhưng chủ nhà đã nói thì sao có thể phản kháng chứ. Mọi người vội vàng ba chân bốn cẳng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị chuyển đi. Một người có thân phận như quan trí toàn cũng có vài khu biệt thự ở khu Giang Nam. Lại nói tiếp, thật ra căn biệt thự ở tiểu khu đế hào không được tính là rất tốt, cùng lắm là trung bình, chẳng qua là do ông ta đã sống ở đây từ nhỏ nên có tình cảm, vì thế vẫn sống ở đây vợ con ông ta đã muốn dọn ra ngoài từ lâu. Sau khi kết thúc công việc, quan trí toàn sắp xếp người của mình thu dọn đồ đạc từng xe từng xe một, cứ thế, trong vòng ba ngày, toàn bộ biệt thự đã vườn không nhà trống. Nhìn biệt thự đã được chuyển đi sạch sẽ mà trong lòng quan trí toàn thầm cầu nguyện, hy vọng lần này, mình không hiểu sai ý của tổng phụ trách. Màn đêm lại buông xuống. Hôm nay, Đinh Mộng Nhiên không về muộn mà về nhà sớm. Hôm nay Đinh Trọng không yêu cầu cô làm thêm giờ, ông ta còn đặc biệt yêu cầu cô nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị phát huy thật tốt vào ngày mai phát huy thật tốt ha ha đinh mộng nhiên cảm thấy chua sót trong lòng càng gần đến thời gian đó cô càng lo lắng ngoại trừ thời điểm trước kỳ thi tuyển sinh đại học cảm giác này đã lâu không cảm nhận lại được cô bỗng có cảm giác như được trở lại thời đi học giang sách về sớm hơn còn chuẩn bị một bàn ăn gồm cả thịt rượu rau còn tự tay nấu món sườn heo hấp yêu thích của đinh mộng nhiên Mộng Nhiên, mau tới ăn đi, để bổ sung năng lượng thật tốt cho buổi thể hiện ngày mai của em. Chương 406, khách sáo như vậy à? Vừa ăn, Đinh Mộng Nhiên lại nghĩ đến những chuyện cô sẽ diễn thuyết cho ngày mai mà hoảng sợ. Lại nghĩ đến chuyện ngày mai à? Giang Sách nắm lấy tay cô, "Đừng lo lắng, nhất định em sẽ thắng." "Ôi, anh không cần phải nói những lời an ủi em đâu." "Không phải anh đang an ủi em, mà là sự thật." Bồ Tát nói với anh rằng ngày mai em sẽ thành công. Bồ Tát, Đinh Mộng Nhiên quay đầu lại nhìn bức tượng Bồ Tát mình mới mời về nhà, khó. Kiểu hỏi, làm sao Bồ Tát lại có thể nói cho anh biết điều này chứ? Giang sách nói, anh vừa mới ước nguyện với Bồ Tát rằng hy vọng sẽ phù hộ cho em ngày mai đại thắng trở về, em đoán xem thế nào. Thế nào? Giang sách chỉ vào tay Bồ Tát, Bồ Tát ra dấu ok với anh, đó không phải là đã đồng ý với anh sao? Ok. Đinh Mộng Nhiên liếc mắt nhìn điệu bộ của Bồ Tát, cô bật cười, vươn tay gõ nhẹ vào đầu giang sách, được lắm giang sách, cả ngày nói hưu nói vượn, đó mà là ok à. Sáng hôm sau, Đinh Mộng Nhiên rửa mặt trải tóc xong và mặc một bộ vest đen công sở vào, trong sạch sẽ nhẹ nhàng và khoan khoái. Cô lái xe đến tiểu khu đế hào, sau khi được nhân viên bảo vệ xác minh mới được đi vào. Tòa nhà 28, nhà của quan trí toàn. Đinh Mộng Nhiên vừa bước tới cửa, còn chưa kịp bấm chuông thì quản gia đã đi tới và mở cửa. Cô định phải không? Dạ, ông chủ của chúng tôi đã đợi rất lâu rồi, mời vào hả? À. Đinh mộng nhiên đi theo quản gia đến phòng khách ngồi xuống, quản gia bưng một tách trà lên. Đinh mộng nhiên làm gì còn tâm tư để uống trà chứ, tim cô đập rất nhanh, cứ mãi lo lắng không biết tiếp theo nên nói như thế nào. Liệu sau khi quan trí toàn nghe xong sẽ tức giận chứ? Có lẽ sẽ tức giận nếu đối phương tức giận thì phải nói như thế nào đây? Đinh Mộng Nhiên âm thầm tự tưởng tượng ra mọi tình huống có thể xảy ra, cho dù như vậy, cô vẫn không chắc sẽ thuyết phục được đối phương. Một lúc sau, quan trí toàn đi ra. Hoàn toàn khác với những gì Đinh Mạnh Huyền tưởng tượng, cô vốn tưởng rằng quan trí toàn sẽ rất tức giận và lạnh nhạt, dù sao từ miệng những người đến thương lượng của nhà họ Đinh trước đây đều cho rằng người đàn ông này rất khó đối phó. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác quan trí toàn cười lớn đi ra nói với vẻ ái náy thành thật xin lỗi tôi dậy sớm rồi nhưng lại ngủ quên mất để cô phải đợi lâu khách sáo như vậy à đinh mộng nghiên tự nheo chính mình cảm giác như đang mơ vậy cô nói ông quan có lẽ ông cũng đã biết mục đích lần này tôi đến đây là gì tôi muốn quan trí toàn giơ tay ra hiệu không cần phải nói trong lòng đinh mộng nghiên lạnh lẽo xem ra vẫn không ổn rồi tuy rằng thái độ của đối phương có vẻ rất tốt nhưng ông ta nhất quyết không đồng ý phá bỏ và di rời đi nơi khác. chào ôi phải làm sao đây. đúng lúc đinh mộng nhiên đang buồn bã thì quan trí toàn híp mắt cười nói những chuyện này đã có người nói với tôi rồi cô không cần phải nói thêm nữa. cô đinh cô có mang theo bản đề xuất dự án không? tôi ký tên lên là được rồi. ha hu đinh mộng nhiên sợ tới mức suýt nữa đứng bật dậy đây 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 là tình huống gì vậy? bản thân cô còn chưa kịp nói gì, thế mà bên kia đã đề nghị ký tên vào bản đề xuất dự án rồi sao? Điều này không phải là ông ta đã đồng ý ư? Ông Quan, ý ông là, đồng ý với kế hoạch phá rỡ và cải tạo ư? chương 407, đã bàn chuyện xong rồi chứ? Quan trí toàn gật đầu, đúng vậy, đây là việc tốt vì lợi ích của nhân dân, cũng là ý của người đứng đầu thành phố, tôi không thể vì lợi ích cá nhân mà chống đối được, cô nói có đúng không? Ninh Mộng Nhiên hoàn toàn chết lặng. Thái độ của đối phương quá tốt, hoàn toàn khác xa với những gì đám người Đinh Phong. Thành miêu tả, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng tình huống vẫn chưa rõ ràng, nhưng có một điều chắc chắn, đó là quan trí toàn thực sự muốn ký tên, đồng ý cải tạo. Đinh Mộng Nhiên mở bản đề xuất dự án trước mặt ông ta, cuối cùng khẽ nói, ông quan, tôi nghĩ ông nên đọc qua đi ạ. Nếu cải tạo khu vực này thì trong tương lai nó sẽ được xây dựng thành khu quy hoạch nghĩa trang, ông không ngại sao. Trong mắt quan trí toàn hiện lên một tia kỳ quái, nhưng ông ta nhanh chóng đẻ nén lại. Loại người như thế đã biết kiềm chế được cảm xúc của mình, hỉ nộ ái ố đều không để lộ ra. Ông ta híp mắt cười, không sao, cải tạo như thế nào, chỉ cần nhà họ đinh quyết định là. Được rồi, tôi là dân thường, cũng không quản nhiều như vậy. nhấc bút lên, ông ta nhanh chóng ký tên dẹp dẹt. Cuối cùng quan trí toàn cố ý vô tình hỏi, cô Đinh, có phải nhà họ Đinh cô rất thân thiết với tổng phụ trách không? Đinh Mộng Nghiên sững sờ. Dựa vào đâu mà nói như vậy? Nếu nhà họ Đinh có quan hệ với tầng lớp người như vậy thì hiện giờ dòng họ nhà cô có còn là dòng họ hạng hai này hay không? Cô ngượng ngùng lắc đầu, ông quan, ông nói đùa rồi, nhà họ Đinh của chúng tôi sao có thể với tới người như tổng phụ trách chứ? Ông quan, sao ông lại hỏi như vậy? À, không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Quan trí toàn vẫn bình tĩnh không biểu lộ cảm xúc, cung kính tiền Đinh Mộng Nhiên đi ra. Ngoài, ngay khi Đinh Mộng Nhiên bước ra khỏi sân, quản gia của tòa nhà số 27 bên cạnh đã đợi sẵn ở cửa và tươi cười chào đón cô. Cô Đinh, cô có rảnh đến nhà ông chủ của chúng tôi ngồi một lát không? Ha! Là như vậy, ông chủ của nhà chúng tôi cũng muốn ký tên lên bản đề xuất. Đinh Mộng Nhiên vui mừng khôn xiết, chuyện này cầu còn không được, vì lẽ gì lại từ chối. Chứ, cô lập tức đi theo quản gia đến tòa nhà số 27, quy trình lần này cũng gần giống như lúc trước, đổi phương ký tên vào bản đề xuất cực kỳ thuận lợi. Cô còn chưa kịp nghỉ ngơi thì quản gia của các gia đình khác đã đến. Sáng nay Đinh Mộng Nhiên rất bận rộn, đi từng nhà để đối phương ký tên, tổng cộng có 30 hộ gia đình, tất cả đều không có ngoại lệ, toàn bộ đều ký tên vào bản đề xuất dự án. Thật sự rất kỳ lạ, giống như họ đã đồng ý ký tên cùng nhau tất cả đều đang ở nhà đợi, không ai trong số họ đi ra ngoài cả. Càng đáng sợ hơn nữa là trước đây họ có thái độ hàn học, có đánh chết cũng không chịu ký tên. Hôm nay tất cả đều tươi cười, tranh nhau ký. Thái độ trước sau hoàn toàn khác nhau. Mặc dù không thể hiểu rõ được tình hình nhưng tóm lại kết quả rất tốt, tất cả 30 hộ gia đình đã ký tên, có nghĩa là tiểu khu đế hào sẽ được phá rỡ và cải tạo lại. Với sự phấn khích, Đinh Mộng Nhiên lái xe trở lại công ty chính và đến phòng họp. Vào lúc này, Đinh Trọng, Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc và các giám đốc điều hành cấp cao của công ty đang ngồi xung quanh, chờ đợi kết quả của Đinh Mộng Nhiên. Tất nhiên, bọn họ không hề mong chờ kết quả chiến thắng của Đinh Mộng Nhiên, bởi họ biết rất rõ rằng với khả năng của cô thì khó có thể làm được. Những gì họ chờ đợi là Đinh Mộng Nhiên mặt xám mày cho bị đuổi về. Đinh Trọng đã nghĩ sẵn những lời định nói, làm thế nào để lấy lại cổ phần của Đinh Mộng Nhiên về, ông ta đã tính toán cả rồi hôm nay, nhất định phải nhổ cái gai trong lòng này ra. Ngay khi Đinh Mộng Nhiên vừa bước vào phòng họp, Đinh Trọng đã hằng giọng và hỏi, đã bàn chuyện xong rồi chứ? Dạ, chương 408, đùa gì vậy? Đinh Mộng Nhiên gật đầu mạnh mẽ. Đinh Trọng cố ý an ủi, cháu không cần phải buồn, cháu cũng không phải là người đầu tiên thất bại. Những người được phái đi trước đó đều thất bại, cháu không hoàn thành nhiệm vụ cũng là chuyện bình thường. Nhưng Mộng Nhiên à, cháu có khiến cho đối phương tức giận không đấy? Theo suy nghĩ của Đinh Trọng, một khi đối phương biết được dự án cải tạo là khu quy hoạch Nghĩa Trang thì chắc chắn sẽ rất tức giận, như vậy ông ta sẽ có lý do để lấy lại cổ phần nhằm bình ổn lửa giận. Nhưng, Đinh Mộng Nghiên lại lắc đầu. Đinh Trọng nhíu mày, có ý gì? Đối phương không tức giận à? Không phải. Vậy tại sao cháu lại lắc đầu? Đinh Mộng Nhiên trả lời thành thật, cháu muốn nói rằng đối phương không từ chối dự án phá rỡ và cải tạo ạ. À? Ha! Toàn trường đều yên lặng. Mọi người đều có những biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt của họ. Kinh ngạc, ngờ vực, đau đầu, mọi người đều tỏ ra nghi ngờ lời nói của Đinh Mộng Nhiên và hoàn toàn không tin những gì cô nói. Đinh Trọng ngồi ngay ngắn lại, Mộng Nhiên, cháu có ý gì? Ý cháu là tất cả 30 hộ dân đã ký vào bản đề xuất dự án và chúng ta có thể bắt đầu dự ản phá rỡ cải tạo bất cứ lúc nào. Lần này Đinh Mộng Nhiên đã nói đủ rõ ràng để mọi người có thể nghe rõ. Nhưng không ai muốn tin vào sự thật này. Đùa gì vậy? Đã mấy tháng trôi qua, không biết bao nhiêu người đã được cử đi diễn thuyết, cũng không biết bao nhiêu món quà đã được gửi đến, nhưng chẳng có một lời nào đáp lại cả. Ngay cả Đinh Phong Thành được phái đến cũng bị đuổi ra khỏi nhà y như vậy tại sao những người khác đi lại không được việc mà đinh mộng nghiên đi lại được việc chứ không thể có chuyện như thế được đinh trọng cũng không thể tin được nghiêm nghị nói mộng nghiên cháu cũng không nên ăn nói bừa bãi như thế chuyện này rất quan trọng cháu không thể vì muốn trợ giúp giang sách xây dựng khu quy hoạch nghĩa trang mà bịa chuyện nói dối bọn ta được nói cho cháu biết tuy rằng ông đã lớn tuổi nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo không dễ bị lừa như vậy đâu đinh mộng nghiên mỉm cười và trình đề xuất dự án lên đinh trọng nghi ngờ mở bản đề xuất ra sau khi nhìn thấy chữ ký ông ta vô cùng kinh ngạc mặc dù không thích đinh mộng nhiên cho lắm nhưng ông ta vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của cô chắc chắn đinh mộng nhiên không thể làm giả chữ ký được hơn nữa làm giả chữ ký sẽ không có ý nghĩa gì sau này sẽ có người đi xác minh thì cũng chẳng cần thiết phải giả mạo mộng nhiên cháu thật sự đã làm được rồi ư đinh mộng nhiên chỉ vào bản đề xuất dự án tất cả đều ở đó đinh trọng nuốt nước bọt mộng nhiên cháu đã làm thế nào vậy tại sao người khác đi đều không được nhưng cháu vừa đi là được thế thật ra bản thân đinh mộng nhiên cũng không rõ ràng lắm về điều này lắm cô ngượng ngùng nói thật ra khi cháu vừa đến thì thái độ của đối phương rất khách sáo hơn nữa còn chủ động yêu cầu ký tên nói thật cháu cũng không hiểu tại sao ha đối với kiểu lý do thoái thác này có nói thế nào thì đinh trọng cũng không tin ông ta cho rằng nhất định Đinh Mộng Nghiên đã giấu giếm điều gì đó, rõ ràng là có điểm mấu chốt nhưng lại không chịu chia sẻ với mọi người. Người phụ nữ này thật là xấu xa. chương 409, vậy thì làm phiền ông nội rồi ạ. À? Nhưng Đinh Mộng Nghiên thực sự vô tội, cô thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì tất cả đều được giang sách đứng sau sắp xếp hết cả rồi. Đinh Trọng nhìn Đinh Tử Ngọc bên cạnh bằng ánh mắt oán hận, như muốn nói tất cả đều tại ý kiến hay của cô đấy, Nói cái gì mà một mũi tên chúng hai con chim, giờ thì hay rồi, đã ăn trộm gà còn mất nắm thóc nữa. Không những không lấy lại được 10% cổ phần của công ty mà còn phải giúp tên khốn giang sách đó nữa. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã đủ tức giận rồi. Đinh tử Ngọc cắn chặt răng, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, cố ý hỏi, mộng nhiên có phải những người đó không biết miếng đất kia dùng để làm gì không? Ý của cô ta là nếu bên kia biết họ sẽ dùng mảnh đất này để xây dựng mồ mả thì không thể nào dừng dưng được. Kết quả khiến người khác phải mở rộng tầm mắt. Đinh Mộng Nhiên quả quyết nói, họ biết, em đã nói với họ về việc sau này miếng đất sẽ quy hoạch cái gì, bảo đảm bọn họ đã nghe hiểu rồi mới để họ ký tên. Thân phận của họ cao quý như thế, em cũng không dám giấu giếm. Điều này thậm chí còn khiến người khác khó tin hơn. Mọi người trong phòng đều xì xào, đoán giả đoán non xem chuyện này là do đâu. Nhưng với bộ não của họ, làm sao họ có thể nghĩ đến việc giang sách đứng đằng sau thao túng tất cả những chuyện này chứ? Đinh Mộng Nhiên cười và hỏi, ông nội, cháu đã làm được chuyện hứa với ông, vậy còn chuyện ông hứa với cháu thì sao ạ? À? Đinh Trọng Hằng giọng nói, yên tâm đi, ông nội nhớ rõ mà. Cháu cũng mệt rồi, hãy về nghỉ ngơi trước đi, con mở hát xác minh lại bản đề xuất dự án này trước, sau đó sẽ lập tức bắt tay vào khởi công vậy thì làm phiền ông nội rồi ạ. À. Cuối cùng, Đinh Mộng Nhiên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời khỏi phòng họp. Đinh Trọng vẫn cầm bản đề xuất dự án và nhìn nó đầy hoài nghi, dù nghĩ thế nào thì ông ta cũng không thể hiểu được, nhưng đó là sự thật. Mặt trời đã lặn, Đinh Mộng Nhiên lái xe trở về nhà, hôm nay giang sách không đi làm mà đang ở nhà dọn dẹp nhà cửa, chờ vợ về. Vừa bước vào nhà, Đinh Mộng Nhiên đã nở nụ cười tươi giói, miệng còn hát ngân nga, rõ ràng là tâm trạng của cô rất tốt tốt hơn nhiều so với hai ngày trước cô chủ động nói giang sách anh đoán xem hôm nay công việc của em thế nào giang sách rất thích kiểu phụ nữ thật lòng muốn chia sẻ với người khác sau khi gặp chuyện tốt như vậy giang sách cố ý cau mày nói có phải bị người ta đuổi khỏi nhà không xí sí, xí sí, xí sí, anh mới bị đuổi ra ngoài thì có đinh mộng nhiên ngồi trên ghế sofa và nói một cách tự tin em đã thành công lấy được tất cả các chữ ký bây giờ tiểu khu đế hào có thể bị phá bỏ và di rời bất cứ lúc nào giang sách lời hứa sẽ cho em trai của anh xây dựng nghĩa trang cũng nằm trong kế hoạch thế nào có phải anh rất cảm kích em không nhìn thấy vẻ tự tin kia của đinh mộng nghiên giang sách bật cười như vậy thì tốt rồi anh ngồi bên cạnh đinh mộng nghiên và nắm tay cô mộng nghiên hứa với anh rằng sau này mỗi ngày em đều vui vẻ như thế khóe miệng đinh mộng nghiên nhếch lên cô nghiêng người dựa vào vòng tay của giang sách tòa nhà văn phòng của nhà họ Đinh, văn phòng chủ tịch. Đinh Trọng cầm bản đề xuất dự án trong tay và kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì cả. Ông ta thở dài thườn thượt, ôi, có lẽ đây là ý trời. Mấy người đi đều không làm xong chuyện, nhưng mộng nhiên vừa đi đã thu được kết quả rồi. Tuy rằng không thoải mái lắm nhưng nói thế nào đi nữa thì cũng xem như đã nuốt được khúc xương cứng này rồi, dù sao cũng có lợi với dự án này. Có lợi mà cũng có hại, nhưng nhìn tổng thể thì vẫn có lợi, cứ vậy đi. chương 410, ông sẽ không giữ lời hứa với nó, Đinh Trọng cũng không thể làm gì được. Thà lấy chữ ký còn hơn không lấy được, vấn đề này đã khiến họ đau đầu trong nhiều tháng qua, bây giờ cuối cùng đã được giải quyết rồi. Mặc dù kế hoạch khác với kế hoạch ban đầu, ông ta cũng không tình nguyện giúp đỡ giang sách, nhưng phương hướng chung của toàn bộ kế hoạch dự án vẫn như cũ, cũng xem như là trong cái rủi có cái may rồi nhưng đinh phong thành không nghĩ như vậy anh ta nghiến răng nói ông nội chuyện này cứ thể bỏ qua sao ông thật sự muốn giúp đỡ tên giang sách kia à ông đã quên tên khốn đó đã làm nhục chúng ta bao nhiêu lần rồi ư đinh trọng thở dài cháu nghĩ ông nội không muốn xử lý nó sao nhưng chuyện đã đến nước này thì còn có thể làm gì được chứ trong phòng đều yên tĩnh đúng lúc này bỗng đinh tử ngọc mở miệng nói ông nội thật ra cháu có cách một mũi tên bắn chết hai con chim. Lại nữa, lần trước chính cô ta đã nói cái gì mà một mũi tên trúng hai con chim nên mới khiến cho sự việc xấu hổ như này. Bây giờ còn bày đặt chơi trò một mũi tên trùng hai con chim nữa ư. Đinh Trọng Cao Mày nói, Tử Ngọc à, ý kiến của cháu có đáng tin hay không vậy? Đinh Tử Ngọc vỗ ngực nói, ông nội yên tâm, nhất định lần này sẽ đảng tin. Vậy cháu nói thử xem. Ông nội, bây giờ đã lấy được chữ ký rồi nói thật thì ông muốn phá rỡ và cải tạo như thế nào không phải là tùy thuộc vào ông sao ông cũng có thể thất hứa với đinh mộng nhiên cứ làm theo bản thiết kế của cô ta sau đó tìm một ngóc ngách nào đó để mộng nhiên xây dựng khu quy hoạch nghĩa trang chẳng phải sẽ ứng phó được sao đinh trọng gật gù hài lòng ừ tử ngọc ý kiến này của cháu rất hay đó ông sẽ không giữ lời hứa với nó ngày hôm sau nữa Giang sách và Đinh Mộng Nhiên đến tòa nhà văn phòng của nhà họ Đinh, chuẩn bị cùng nhau chứng kiến thời khắc khánh thành dự án. Vừa bước vào tòa nhà, mọi người liên tục kéo đến chúc mừng Đinh Mộng Nhiên. Cuối cùng hôm nay Đinh Mộng Nhiên cũng cảm nhận được thành công nghĩa là gì. Cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi trong suốt dọc đường đi, mọi người nhìn thấy cô đều khen ngợi khả năng xuất sắc của cô, ngay cả ở một nơi khó nhằn như tiểu khu đế hào cũng có thể lấy được mất hơn 10 phút để đi bộ một đoạn ngắn từ cổng vào tòa nhà đến văn phòng. Sau khi trèo đèo lội suối, cuối cùng Đinh Mộng Nghiên cũng đến văn phòng của mình, cô mệt mỏi đặt chiếc cặp lên bàn làm việc, còn chưa bắt đầu một ngày làm việc mà cô mệt sắp chết rồi. Giang sách cười nói, bây giờ em đã là một người nổi tiếng rồi, ai nhìn thấy cũng phải gọi một tiếng phó tổng giám đốc Đinh. Đinh Mộng Nghiêu trợn mắt nhìn anh, em mệt sắp chết rồi, thế mà anh còn giễu cợt em à, khi hai người đang trò chuyện thì có tiếng gõ cửa mời vào cánh cửa mở ra cô thư ký bước vào đưa cho đinh mộng nghiện một bản kế hoạch phó tổng giám đốc đinh đây là bản kế hoạch cải tạo tiểu khu đế hào mà chủ tịch đã gấp rút đề ra trong đêm đồng thời mọi thứ về khu quy hoạch nghĩa trang đều được viết rất rõ ràng trong đó được tôi biết rồi cô thư ký quay lưng bước đi Ninh Mộng Nhiên qua qua bản kế hoạch trong tay và mỉm cười hỏi: Anh định cảm ơn em như thế nào đây? Giang sách hàng giọng nghĩ ngợi rồi nói: Không nói chơi, tối nay anh sẽ nấu cho em một bữa tối thịnh soạn. Em muốn ăn gì cũng được, thế nào? Ninh Mộng Nhiên hài lòng gật đầu: Ừm, um, cũng được đấy. Cô nói xong bèn mở bản kế hoạch ra đọc từng trang. Lúc đầu còn mang theo ý cười, nhưng càng đọc càng thấy không đúng, biểu cảm trên gương mặt cũng dần dần thay đổi. Lông mày của cô nhíu lại. Tốc độ đọc càng ngày càng nhanh, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Không đúng, không đúng, không đúng. Sao lại như vậy chứ? Nhìn thấy biểu hiện của Đinh Mộng Nghiên, Giang Sách cảm thấy không hay rồi. Với tính tình kia của Đinh Trọng, làm sao ông ta có thể thỏa mãn ước nguyện của mình một cách dễ dàng như vậy chứ? Nếu không làm ra chuyện xấu gì thì Giang Sách mới cảm thấy không bình thường. Chương 411, rõ ràng là người một nhà. Anh bình tĩnh hỏi, có chuyện gì à? Ninh Mộng Nhiên đập ngay kế hoạch lên bàn, vừa sốt ruột vừa tức giận. Ông nội, ông ấy, ông muốn cải tạo tiểu khu Đế Hào thành một công viên thu phí. Về phần khu quy hoạch nghĩa trang đã rời đến một nơi rất xa, chưa kể môi trường ở đó rất kém, nơi đó cũng rất nhỏ, phong thủy lại càng xấu. Ha ha, điều này cho thấy ông ta không muốn đưa chỗ tốt cho Giang Sách rồi. A, à, Ninh Mộng Nhiên nghiến răng nói, khi người quá đáng mà rõ ràng đã thỏa thuận sẽ lấy tiểu khu đế hào làm khu quy hoạch nghĩa trang, tại sao lại thay đổi đột ngột như thế chứ? Giang sách cười và lắc đầu. Đây không phải là ngày đầu tiên biết anh Ninh Trọng, trái tim của ông già đó còn nhỏ hơn cả lỗ kim, có thể làm ra những chuyện như vậy mới thật bình thường, trên cơ bản chẳng có gì ngạc nhiên cả. Ninh Mộng Nhiên tức giận vỗ bàn, không được, em sẽ không bao giờ cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cô cũng không cho Giang sách thời gian để nói, đã cầm lấy bản kế hoạch và bước ra ngoài. Công lao cô vất vả làm việc mới có được, sao có thể để người khác nói lấy đi là lấy đi được chứ? Hơn nữa cô ở trước mặt Giang sách tự tin lâu như vậy, nếu giờ phút này không thể làm chuyện gì, chẳng phải sẽ khiến cho Giang sách bị vấy bẩn sao? Mặc dù Giang sách có thể không trách cử đinh mộng nghiên, nhưng trong lòng cô không thể vượt qua chuyện này được. Cô đi thẳng đến văn phòng chủ tịch. Đinh mộng nghiên không gõ cửa, cô cứ thế đẩy cửa bước vào, chỉ thấy đinh trọng đang thảo luận với đinh tử ngọc và đinh phong thành về chi tiết sẽ phát triển công viên tiểu khu đế hào nhìn thấy đinh mộng nhiên tức giận bước vào như vậy trong lòng ba người đều biết rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng đinh trọng vẫn giả bộ không biết mà cố ý hỏi mộng nhiên có chuyện gì vậy sao không có phép tắc gì cả không biết trước khi vào phải gõ cửa à gõ cửa ha ha cô hận không thể gõ vào chán ông ta hai cái thì có Ninh Mộng Nhiên đưa bản kế hoạch ra và hỏi, ông nội, chuyện này là sao? Cái gì mà chuyện này là sao? Đọc bản kế hoạch đó không hiểu gì à? Ông nội, ông đừng giả vờ không hiểu, lúc trước đã thỏa thuận như thế nào chứ? Chỉ cần cháu có thể lấy được tiểu khu đế hào thì ông sẽ cải tạo nó thành khu quy hoạch nghĩa trang và cho giang sách một vị trí tốt nhất. Kết quả thì sao? Tại sao lại biến tiểu khu đế hào thành? Một công viên, Tại sao vị trí của khu quy hoạch nghĩa trang lại biến thành một góc có phong thủy xấu như thế? Ông nội, ông hơi quá đáng rồi đấy." Đinh Trọng biết rằng cô sẽ nói những điều này, nhưng ông ta không hề thay đổi sắc mặt trước lời buộc tội của Đinh Mộng Nghiên, trong lòng ông ta vẫn lặng như nước, không hề dao động chút nào. Ông ta vuốt râu và hừ giọng. "Mộng Nghiên, tôi nghĩ cháu đã hiểu lầm rồi, thỏa thuận của tôi với cháu không phải là những gì như cháu đã nói." những gì tôi đang nói là chỉ cần cháu có thể giành được tiểu khu đế hào thì tôi hứa với cháu rằng sẽ giúp giang sách phát triển một khu quy hoạch nghĩa trang chứ không giống như những gì cháu nói là cải tạo tiểu khu đế hào thành khu quy hoạch nghĩa trang nghe có hiểu chưa vậy khuôn mặt của đinh mộng nghiên đỏ bừng vì tức giận bàn tay nắm chặt bản kế hoạch mạnh đến mức nó cong lại qua cầu rút ván ăn cháo đá bát được chim bẻ ná được cá quăng năm Bây giờ Đinh Mộng Nhiên đã nhìn rõ bộ mặt của Đinh Trọng, hóa ra lại xấu xa như vậy, hình tượng ông nội trong lòng cô đã hoàn toàn sụp đổ. Cô từng nghĩ ông nội có thành kiến với cô, chỉ cần có chăm chỉ, nhất định sẽ có sự thay đổi. Bây giờ cô biết mình đã sai rồi. Đinh Trọng chính là một kẻ vô liêm sỉ, vì đạt được mục đích mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ông nội, ông nhất định phải làm chuyện quá đáng như vậy à? Quá đáng, Đinh Trọng cười to, tử ngọc, phong thành, các cháu nói xem ai mới là người quá đáng. Ninh Tử Ngọc mỉm cười, mộng nhiên, là em đã nghe lầm rồi, tại sao lại đổ lỗi cho ông nội được chứ? Như vậy chẳng phải ra mồm cãi láo ư. Ninh Phong Thành gật đầu, đúng vậy, ông nội có thể giúp đỡ thằng rể bất tài nhà em đã là rộng lượng lắm rồi. Em ba à, em không những không cảm ơn mà còn lấy oán báo ơn, sẽ bị trời trừng phạt đấy. Ba người này mỗi người một lời đổi trắng thay đen, biến những chuyện vô lý của họ thành chuyện như thể họ thật sự vĩ đại vậy, cuối cùng giống như là Đinh Mộng Nghiên mới là người cố tình gây sự. Rõ ràng là người một nhà. Nhưng Đinh Mộng Nghiên lại bị ba người họ cùng nhau lật đổ. Lòng cô đau như cắt. Chương 412, nhưng không sợ lỡ như mà chỉ sợ chẳng may. Khi ba người đinh trọng đang dương dương tự đắc, khi Đinh Mộng Nghiên đang rất tức giận không biết làm gì thì những tiếng bước chân giòn giã vang lên. Sau đó người đàn ông mà Đinh Trọng ghét nhất đã xuất hiện. Giang Sách, anh đứng bên cạnh Đinh Mộng Nghiên, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh không bao giờ thay đổi, anh nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang lạnh run của Đinh Mộng Nghiên. "Chào buổi sáng, ông nội." Đinh Trọng hừ giọng, "Đã hơn 10 giờ, hết sáng rồi." Giang Sách mỉm cười và nói một câu khiến tất cả mọi người có mặt rất khó hiểu. "Ông nội, cảm ơn ông đã vì chuyện của em trai tôi mà vất vả rồi." còn chuẩn bị cho hai miếng đất để quy hoạch nghĩa trang nữa. Hai miếng, mọi người nhìn nhau, rất khó hiểu. Đinh Phong Thành cười khẩy, giang sách, cậu đang nói nhảm nhí gì vậy? Không phải sao, giang sách giả vờ khó hiểu nói, tiểu khu đế hào sẽ quy hoạch thành khu nghĩa trang thì không nói làm gì, còn đặc biệt phát cho thêm một miếng đất nữa, này không phải hai miếng thì là gì? Đinh Trọng bật cười lớn, giang sách, đầu óc của cậu chứ bã đậu hay sao vậy? đó là hai miếng đất à. Đó là sử dụng khu đất ở phía sau thay vì sử dụng đất của tiểu khu đế hào, hiểu không? Giang sách nhíu nhíu mày, nhưng đó không phải là những gì ghi trong bản đề xuất dự án. Khi các chủ hộ của tiểu khu đế hào ký tên, tất cả đều đồng ý sử dụng miếng đất đó làm khu quy hoạch nghĩa trang. Ông tự ý thay đổi nội dung của bản đề xuất dự án mà không làm theo kế hoạch, liệu mọi người có bằng lòng không? Ha ha! Tất nhiên, Đinh Trọng đã nghĩ đến điều này trong trường hợp bình thường, ai cũng phải thực hiện theo những gì đã ghi trong bản đề xuất chứ không thể tùy tiện thay đổi nó sau khi người khác đã ký tên. Nhưng lần này thì khác. Lần này là muốn cải tạo nhà cũ của người ta thành khu Nghĩa Trang. Bây giờ thay đổi kế hoạch, hủy bỏ kế hoạch cải tạo thành Nghĩa Trang và biến nó thành một công viên xinh đẹp. Đây là một chuyện tốt cho các chủ hộ. Chuyện tốt như vậy, tại sao không đồng ý? Ai lại muốn ngôi nhà cũ của mình bị biến thành một ngôi nhà mồ chứ? trừ khi bộ não của những người đó cũng chứa bã đậu như của giang sách đinh trọng lạnh lùng nói chuyện này cậu không cần phải quan tâm đến làm gì giang sách nhún vai tùy ông muốn làm gì thì làm tôi và mộng nhiên có việc phải làm đi trước đây anh kéo đinh mộng nhiên và chuẩn bị rời đi à đúng rồi chúng tôi sẽ quay về và chuẩn bị kế hoạch dự án tổng thể cho việc xây dựng lại khu quy hoạch nghĩa trang tại tiểu khu đế hào nếu ông nội cần thì cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào Đinh Trọng cười lớn và lườm nguyết giang sách như một tên ngốc. Cậu nghe không hiểu à? Tôi sẽ không biến tiểu khu đế hào thành nơi mà cậu mong muốn. Cậu nên cắt đứt tâm tư này đi là vừa. Giang sách khẽ cười, nói trước bước không qua, ông nội à, tôi có linh cảm rằng dự án cải tạo công viên của ông sẽ không được thông qua đâu. Nói xong anh dẫn Đinh Mộng Nhiên rời đi. Đinh Trọng cười to, đồ ngốc, chỉ có đầu óc bá đậu mới có thể nói ra những điều ngu ngốc như vậy ông ta ngồi xuống nhìn đinh phong thành việc tiếp theo rất quan trọng phong thành cháu nên lập một bản thảo dùng những từ hợp lý và cảm động nhất để các chủ hộ của tiểu khu đế hào đồng ý với bản kế hoạch dự án của chúng ta mặc dù đinh trọng cảm thấy rằng các chủ hộ chắc chắn sẽ đồng ý nhưng không sợ lỡ như mà chỉ sợ chẳng may dạ ông nội cháu sẽ làm ngay đinh phong thành đứng dậy và rời đi để chuẩn bị bản thảo đinh trọng nâng tách trà lên nhấp một ngụm vô cùng hài lòng sau đó nhìn Ninh Tử Ngọc cười, cũng đều là cháu gái, Tử Ngọc à, cháu rất biết cách khiến ông nội vui lòng chứ không giống như Mộng Nghiên, chuyên gia chọc tức ông. Ninh Tử Ngọc mỉm cười, ông nội đã quá khen rồi. Ôi, đừng khách sáo như thế, đáng tiếc cháu chỉ là con gái, nếu cháu là con trai thì ông sẽ lập tức truyền vị trí chủ nhà cho cháu rồi. Ôi, Phong Thành vẫn thua xa cháu về mọi mặt, lúc nào cũng khiến ông phải lo lắng. Ông nội, tuy rằng Phong Thành làm việc gì cũng hấp tấp, nhưng cũng có năng lực. Đinh Trọng thở dài, nói à, có thể trầm ổn được một nửa như của cháu cũng đã tốt rồi. Bên kia, Đinh Mộng Nhiên tức giận quay lại văn phòng, ném bản kế hoạch xuống đất, dùng giày cao gót dẫm lên mấy cái, mỗi lần đạp lại lủng một lỗ. Chưa bao giờ có giây phút nào khiến cô khó chịu như vậy. chương 413, tôi từ chối. Trước đây người ngoài bắt nạt cô thì không sao, nhưng bây giờ ngay cả người nhà cũng bắt nạt cô, bọn họ lại còn bắt tay nhau ăn hiếp cô khiến cô thấy vô cùng ấm ức. Nước mắt cứ trực rơi xuống. Lập tức giang sách bước qua ôm cô, đừng khóc, như vậy sẽ chỉ khiến bọn họ càng hả hê hơn mà thôi. Đinh mộng nhiên lau nước mắt, ấm ức nói, nhưng đám người ông nội ăn hiếp người khác quá đáng, sao có thể làm ra những chuyện như thế này chứ? Em không muốn ở trong căn nhà này nữa. Giang sách, hay là bỏ đi. Em sẽ trả lại 10% cổ phần cho ông nội, sau đó sẽ tìm một công việc ổn định bên ngoài như bố em nhé. Giang sách cười rồi đặt cô ngồi xuống, em đó, giận quá mất khôn rồi. Mười phần trăm kia của nhà họ đinh là gì em biết không? Em chẳng cần phải làm gì mà mỗi năm cũng được chia hoa hồng một hai trăm vạn, tại sao lại không cần chứ? Nhưng em cảm thấy rất khó chịu. Yên tâm đi, họ sẽ không nhảy nhót được bao lâu đâu. Nghĩa là sao? Giang sách nở nụ cười xấu xa nói, như anh đã nói những chủ hộ đó sẽ không đồng ý thay đổi kế hoạch đâu. các chủ hộ không đồng ý thì cho dù ông nội có quyền thế đến đâu cũng không thể làm gì được. Đinh Mộng Nhiên bĩu môi, anh cũng rộng lượng quá rồi đó, loại chuyện tốt như thế này, mấy chủ hộ đó không khách sáo tranh giành nhau thì thôi chứ sao lại từ chối. Giang sách nhẹ nhàng nắm tay cô. Hãy tin tưởng anh, bây giờ em chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh lại sẽ không có chuyện gì cả. Thật sự Đinh Mộng Nhiên rất mệt mỏi, cô nằm trên sofa gối đầu lên đùi giang sách, cứ thế ngủ thiếp đi. Giang sách lấy điện thoại di động ra soạn một tin nhắn để gửi cho Mộc Dương Nhất. Rồi cất điện thoại đi. Như thể không có chuyện gì xảy ra. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Đinh Mộng Nhiên và tự nhủ. Mộng Nhiên, em hãy an tâm nghỉ ngơi đi, có anh ở đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Hơn một giờ sau, mặt trời đã nhô cao. Đinh Phong Thành đến văn phòng chủ tịch với một bản thảo vừa in xong ông nội cháu đã viết bản thảo xong rồi ông xem còn có vấn đề gì không được đưa đến đây cho ông xem đinh trọng đọc kỹ bản thảo từ đầu đến cuối rồi gật đầu phong thành lần này cháu làm rất tốt bản thảo này viết rất tốt được hãy lần lượt gọi điện cho từng chủ hộ theo như bản thảo này đi làm xong việc càng sớm thì sẽ khởi công càng sớm dạ cháu sẽ đi gọi ngay đinh phong thành sử dụng điện thoại cố định của công ty để thực hiện cuộc gọi điều này sẽ càng chính thức hơn. Đầu tiên, anh ta quay số điện thoại di động của quan trí toàn, bấm các dãy số và kiên nhẫn đợi hơn 20 giây trước khi cuộc gọi được kết nối. Alo! Alo Tổng Giám Đốc Quan, tôi là Phó Tổng Giám Đốc của Công ty Sản xuất Nhiệt Đinh, Đinh. Phong Thành, tôi muốn thảo luận với ông về việc cải tạo tiểu khu. Đinh Phong Thành thao thao bất tuyệt theo những gì đã viết trong bản thảo một cách vô cùng hợp lý và vừa phải, nói xong chuyện cải tạo dự án sửa đổi, quan trí toàn ở đầu dây bên kia trầm tư. Đinh Phong Thành tràn đầy tự tin sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì. Theo như lời anh ta nói thì nhất định sẽ có thể gây ấn tượng với đối phương, chưa kể thay đổi lần này là có lợi cho đối phương, thật sự không thể nghĩ ra bất kỳ lý do gì để từ chối. Tuy nhiên, sự tình cử xấu hổ như vậy đấy. Giọng điệu quan trí toàn bất thiện nói ra ba chữ. Tôi từ chối. Sắc mặt Đinh Phong Thành thay đổi, nụ cười đông cứng lại, hoàn toàn không hiểu được tại sao đối phương lại có câu trả lời như vậy. Từ chối. Tại sao? Điện hay gì thế? chương 414, cả 30 chủ hộ đều từ chối rồi. Đinh Phong Thành còn muốn nói thêm điều gì đó, quan trí toàn đã trực tiếp đáp lại, tôi nói rồi, tôi từ chối. Anh không cần nói với tôi chuyện này nữa. Ngoài ra, nhà họ đinh các người ngoại trừ cô đinh mộng nghiên, điện thoại của bất kỳ ai khác tôi đều sẽ không nhận, hiểu chưa? Này, này, này tổng giám đốc quan ông đây là tốt 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 đối phương trực tiếp cúp điện thoại đinh phong thành vô cùng lúng túng đứng đó cầm điện thoại trên tay mà không biết nên nói như thế nào mới tốt những lời vừa rồi quan trí toàn nói đinh trọng và đinh tử ngọc đều nghe thấy cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên thậm chí còn tự hỏi liệu mình có gọi nhầm số không quan trí toàn uống nhầm thuốc sao đúng là đầu óc có hố nên mới từ chối lòng tốt của chúng ta Đinh Trọng nói, không cần phải quan tâm tới ông ta nữa, chỉ cần có hơn một nửa số chủ hộ đồng ý là được. "Cháu gọi điện thoại cho người tiếp theo đi." Dạ. Đinh Phong Thành tiếp tục bấm số và gọi cho số thứ hai. Kết quả là, một chuyện thậm chí còn xấu hổ hơn đã xảy ra. Đinh Phong Thành còn chưa có mở miệng, đối phương đã nói thẳng, "Nhà họ Đinh, ngoài Đinh Mộng Nhiên, những người khác đừng tới làm phiền tôi, hiểu chưa?" Cạch, điện thoại cúp máy đây là đâu thế? Ba người trong phòng nhìn nhau, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó có thể tin được. Một người là ngoài ý muốn, liên tiếp có hai người đều nói như thế, vậy có thể sẽ không phải là ngoài ý muốn nữa rồi. Không cần nói thêm, Đinh Phong Thành tiếp tục gọi vào số của người thứ ba và nhận được câu trả lời tương tự. Liên tục gọi cho 16 số điện thoại, đáp án thu được giống nhau như đúc. Các số còn lại dường như không cần gọi tiếp nữa. Ba người đinh trọng thất thần ngồi trên ghế, lông mày nhíu lại trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu tại tại sao cả đời đinh trọng chưa bao giờ nhìn thấy chuyện kỳ quái như vậy đinh tử ngọc cũng nghĩ không thông đột nhiên cô ta nghĩ ra một việc vô cùng ác độc trước đó những người khác đi đều không làm được mộng nhiên vừa đi đã ký được hợp đồng bây giờ nhóm người này lại chỉ đích danh mộng nhiên nhận điện thoại thật sự quá không bình thường ông nội ông nói xem có thể là nói được nửa chừng thì cô ta dừng lại Đinh trọng cau mày, có thể cái gì? Nói một nửa lại không nói tiếp, cháu muốn làm gì hả? Không phải, là chuyện này hơi khó mở miệng. Không sao, cháu cứ nói thẳng đi. Đinh tử ngọc nuốt nước miếng, rất thận trọng nói, ông ơi, ông nói xem có thể là mộng nhiên nó bán đứng chính bản thân nó rồi hay không, nên mới lấy lòng được những chủ hộ này. Lời này vừa được thốt ra, cả hai người kia đều ngây ngẩn cả người. Đinh Phong Thành lại gật gật đầu, có lý, quá có lý, bằng không hoàn toàn không thể nào giải thích được tình huống hiện tại. Đinh Trọng nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi mở mắt ra thở dài. Mấy đứa đừng nói nhảm nữa. Nếu là một hoặc hai người thì ông còn tin được có thể có chuyện như vậy. Vấn đề là, bây giờ 30 chủ hộ đồng thời điểm danh mộng nghiên, mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được. Hơn nữa, trong số 30 người này, có cả phụ nữ và người già đã gần 70 tuổi. Sao họ có thể làm chuyện như thế được? những lời như vậy về sau các cháu nói ít thôi hiểu không đinh tử ngọc và đinh phong thành gật đầu tuy đinh trọng ghét đinh mộng nhiên nhưng dù sao đó cũng là cháu gái của ông ta nếu có chuyện xảy ra với danh tiết thì không chỉ liên quan đến một mình đinh mộng nhiên mà cả nhà họ đinh đều sẽ bị bôi xấu theo vì vậy đinh trọng không cho phép đám đinh tử ngọc nói càn nói bậy về vấn đề này nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghĩ không thông nguyên nhân trong chuyện này đương nhiên rồi bởi vì mấu chốt của vấn đề không nằm trên người Đinh Mộng Nghiên mà là ở cháu rể giang sách của ông ta. Đã sai từ nguồn thì làm sao có thể lấy được kết quả? Đinh Trọng thở dài, dù rất khó chịu nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận thực tế. Cả 30 chủ hộ đều từ chối rồi. Dự án sửa đổi này xem ra là không có khả năng sửa đổi rồi. chương 415, đây là thái độ nhờ người ta làm việc sao? Nếu dám đánh thức mộng nghiên, chuyện của các người cũng đừng mong hoàn thành được đinh trọng hư lạnh một tiếng đó cũng không chỉ là việc của tôi mà còn là việc của giang sách cậu giang sách cười cười cho dù khu quy hoạch nghĩa trang không xây dựng được cũng không sao đối với tôi đó không phải là vấn đề lớn nhưng nếu kế hoạch cải tạo của tiểu khu đế hào không thành công các người còn muốn thuyết phục được những chủ hộ đó thì chính là chuyện bất kể như thế nào cũng không có khả năng rồi cái nào nặng cái nào nhẹ ông cụ hẳn rất rõ ràng hừ Đinh Trọng đặt mông ngồi xuống, vì không có ghế nào khác trong văn phòng nên Đinh Phong Thành và Đinh Tử Ngọc buộc phải đứng. Đợi, phải đợi, cũng giống như Lưu bị ba lần mời ra cắt lượng, kiên nhẫn đợi bên ngoài ngôi nhà tranh vậy, ba người Đinh Trọng cũng đang đợi Đinh Mộng Nhiên thức dậy. Nhưng Đinh Mộng Nhiên vẫn ngủ rất say, giấc ngủ này kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ. Chờ đến hơn ba giờ chiều, có thể là Đinh Mộng Nhiên đói bụng, hoặc có thể đã ngủ đủ giấc rồi, cô đứng dậy rụi rụi đôi mắt nhập nhèm. Điều này khiến Đinh Phong Thành kích động chết đi được. Anh ta đã đứng đó suốt 3 tiếng đồng hồ rồi đấy. Đùa chứ, hồi huấn luyện quân sự anh ta cũng chưa bao giờ đứng như thế này, đứng đến nỗi hai chân anh ta run rẩy gần như tê liệt. Em ba yêu dấu, em tỉnh rồi. Em đã để anh hai, chị cả và ông nội chờ lâu lắm đấy. Đinh Mộng Nghiên giật mình, nhìn Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc đang bị, phạt đứng, cùng với Đinh Trọng đang đầy mặt tức giận, vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra cô lại làm sai cái gì rồi sao? Không có mà, chỉ mới ngủ một giấc thôi, cũng không đến mức nói mình bỏ bê công việc đi chú. Ông nội, các người đến chỗ cháu là. Ha ha, Đinh Mộng Nghiên, em giả vờ giỏi quá nhỉ. Đinh Tử Ngọc lạnh mặt nói, tại sao bọn chị lại đến chỗ em, trong lòng em không rõ à? Cô ta cũng đứng suốt ba tiếng đồng hồ, ngày thường được cưng chiều, sao mà chịu được khổ sở như vậy, giờ bụng đầy thuốc nổ, sẽ phát nổ bất cứ lúc nào, đinh mộng nhiên nhanh chóng đứng lên chị cả em thực sự không biết chị đang nói cái gì đinh tử ngọc hừ lạnh một tiếng quay mặt đi dứt khoát không để ý tới cô cuối cùng vẫn là đinh trọng chậm rãi nói mộng nhiên quậy đủ chưa quậy đủ rồi thì nhanh chóng giải quyết chuyện này đi sự kiên nhẫn của tôi có hạn cháu chú ý chút cho tôi đây là thái độ nhờ người ta làm việc sao trong lòng giang sách chế diếu đã là khi nào rồi mà còn cuồng vọng như vậy anh đứng dậy nắm lấy tay đinh mộng nghiên định đi ra ngoài động tác này khiến ba người đinh trọng sợ hãi đua gì vậy bị phạt đứng ba tiếng đồng hồ chờ cô tỉnh lại mà kết quả muốn rời đi ngay giang sách cậu muốn làm gì vậy đinh trọng nôn nóng hét lên giang sách thản nhiên nói không biết vì sao trong phòng luôn có mùi hôi cũng không biết là ai mà không có tố chất như vậy đây là lời mắng xéo nói những lời của đinh trọng tương đương đánh rắm trong lòng đinh trọng thầm hận Ông ta hận không thể chém Giang Sách thành tâm khúc, nhưng lúc này có việc cần xin người ta, không thể không cúi đầu nhịn. Nhịn chuyện này trước, chuyện khác về sau hãy nói. Ninh Trọng thở dài, nói, "Được rồi, Giang Sách, cậu cũng đừng làm ở Mỹ nữa. Chỉ cần Mộng Nhiên sẵn sàng gọi điện thoại và giải thích tình hình cho 30 chủ hộ, kế hoạch của chúng ta sẽ không thay đổi, bảo bọn họ rời đi đúng hạn là được." Đinh Mộng Nhiên vẫn trong trạng thái bàng hoàng. Chương 416, em đang cười anh đó không phải mọi chuyện đã làm xong rồi sao? Tại sao phải gọi điện thoại lại? Giang sách phì cười vui vẻ, bởi vì có người vẽ rắn thêm chân, rõ ràng chữ cũng ký xong rồi, dựa theo thời gian đi khởi công là ổn. Thế mà lại cứ gọi điện thoại bảo nhà người ta phải thay đổi kế hoạch, phòng chừng là đã chọc giận người khác. Thậm chí có người không ủng hộ kiến nghị đã ký rồi phải không? Đúng là như thế. Đinh trọng lạnh mặt, mộng nhiên, đối phương nói chỉ nhận điện thoại của cháu, cháu cứ gọi điện thoại nói hai câu là tốt rồi, cũng không phải chuyện lớn. Đến tận đây, Đinh Mộng Nhiên mới nghe rõ chân tướng. Dám chừng là Đinh Trọng muốn bẫy mình, nhưng cuối cùng lại tiền mất tật mang, không những không lừa được mình mà còn chọc giận đám người kia, đến cả chữ ký cũng không nhận. Ha ha, bây giờ còn mặt mũi nào mà đến xin mình làm việc thể? Không đúng, không phải là xin, mà là ra lệnh mình làm việc. Đinh Mộng Nhiên cũng không phải là loại phụ nữ không có cá tính gì, con thỏ nóng này còn cắn người, huống chi là một người phụ nữ có chút cá tính. Sau khi hiểu rõ tình hình, Đinh Mộng Nhiên mỉm cười, chủ động nắm tay giang sách. Hai, Xin lỗi, điện thoại của cháu bị hết pin rồi, tạm thời không gọi được. Cô! Đinh Trọng suýt nữa tức chết, thật sự lấy lông gà làm mũi tên à. Đinh Mộng Nhiên cuối cùng nói, trùng hợp là, cháu để quên cáp sạc của điện thoại di động ở nhà rồi, cho nên hiện tại Châu chuẩn bị về nhà để sạc. Khi nào sạc đầy điện thì lúc đó cháu sẽ gọi điện thoại cho bọn họ. Này rõ ràng là muốn chọc giận Đinh Trọng. Đinh Mộng Nhiên, người luôn nhẫn nhục chịu đựng, cũng bị hành vi ác liệt lặp đi lặp lại nhiều lần của Đinh Trọng chọc, chọc giận. Đây xem như sự khiển trách nho nhỏ đi. Đinh Mộng Nhiên nắm tay giang sách và rời khỏi văn phòng. Cho đến khi họ rời đi, Đinh Trọng tức giận đá thùng rác ra xa 4-5 mét, Đinh Phong Thành sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Đồ vô liêm sỉ, đồ vô liêm sỉ. Đinh Mộng Nhiên, đúng là càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Lại dám dở chút tâm tư này trước mặt tao hả? Giỏi, cánh cứng rồi, tạo không chỉ được mày nữa đúng không? Đinh Tử Ngọc bỏ đi xuống giếng, người ta hay nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mộng Nhiên và thằng khốn giang sách ở bên nhau suốt cả ngày, há có thể không nhiễm tính xấu sao? Ông nội, ông phải nghĩ cách xử lý tốt bọn họ đi, nếu không bọn họ thật sự sẽ hết mũi lên trời, không để ông vào mắt nữa đâu. Đinh Trọng gật đầu, ông biết rồi, đi thôi. Ông ta dẫn đầu rời khỏi văn phòng, vừa đi vừa suy nghĩ xem nên đối phó với Giang Sách và Đinh Mộng Nhiên như thế nào. Hôm nay cục tức này thật sự là quá khó nuốt. Dưới hoàng hôn, bên sông, Đinh Mộng Nhiên cũng không về nhà, điện thoại cũng không thật sự hết pin, chỉ là cô không muốn nhìn thấy những sắc mặt xấu xí đó nữa thôi. Cô và Giang Sách đi dạo trên bờ sông nhỏ, nhìn ánh mặt trời rải rác trên mặt sông, bộ dạng sóng nước lấp lánh quả thật rất đẹp. Giang Sách, anh có thấy dáng vẻ vừa rồi của ông nội không? Tức giận đến nỗi cổ đỏ bừng, giống như một cái ấm đun nước nóng đỏ vậy. Giang Sách nở nụ cười, em trở nên xấu như vậy từ khi nào thể? Không phải trước kia còn bảo anh phải, khách khí, với ông cụ một chút sao? Đinh Mộng Nhiên thở dài, đúng vậy, dù thế nào đi nữa, ông ta vẫn là ông nội, là người thân của em. Nhưng sự việc hôm nay khiến em bực mình lắm, nếu không nhờ đến sự giúp đỡ của 30 chủ hộ đó thì em thực sự không biết phải làm sao nữa. Nói đến đây, Đinh Mộng Nhiên càng khó hiểu hơn. Thực ra em không biết chuyện gì đang xảy ra. Giang sách, anh nói xem tại sao người khác đi thuyết phục thì đều bị đuổi ra ngoài, mà em vừa đi thì không cần nói gì cả, bọn họ đã bằng lòng ký tên vậy. Giang sách đảo mắt nói, bởi vì em trời xinh xinh đẹp, vừa xuất hiện đã dạng dỡ, khiến bạn họ đều kinh sợ chăng. Tiên tử gặt hái, cứ thể đã bị thuyết phục rồi. Đinh mộng nghiên duỗi ngón trỏ chọc vào đầu giang sách, anh đó, cả ngày chỉ biết nói hưu nói vượn rỗ dành em vui. Cô nhìn giang sách, nhìn lại nhìn, cười ngọt ngào. Em cười cái gì vậy? Giang sách hỏi. Em đang cười anh đó. Anh. Ừm, đinh mộng nghiên chắp hai tay sau lưng nhìn dòng sông xa xa, còn nhớ rõ lúc anh mới trở về từ biên giới phía Tây, lầm lầm lì lì, kiệm lời. Lúc đó, kỳ thật em còn rất sợ anh, luôn cảm thấy anh có xu hướng bạo lực. Nhưng gần đây em phát hiện ra, sách, anh càng ngày càng thích nói chuyện rồi, cũng càng ngày càng thích cười, thậm chí còn có thể nói hưu nói vượn giống như vừa rồi. Những thứ này đặt vào mấy tháng trước đều là những điều không dám tưởng tượng. chương 417, có bệnh nhân à? Đúng vậy, Ai có thể nghĩ rằng Tu La Chiến Thần giết người không chớp mắt, lại có một mặt ấm áp như vậy chứ? Kỳ thật những thay đổi này của Giang Sách cũng chỉ vì Đinh Mộng Nghiên. Có một người vợ như thế này, đàn ông ngày nào cũng bị nhét đầy mật vào lọ, lâu ngày sẽ tự nhiên cởi mở thôi. Nhiều khi chính Giang Sách cũng không nhận ra sự thay đổi của chính mình. Nhưng điều có thể chắc chắn là sự dịu dàng của anh sẽ chỉ bộc lộ trước mặt Đinh Mộng Nghiên, khi chạm trán với kẻ thù anh vẫn là tu la chiến thần khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật kia hai người đang nói chuyện thì điện thoại của giang sách đột nhiên đổ chuông đó là tân uẩn tân uẩn được lắm giang sách có phải anh hát hoa ngắt cỏ ở bên ngoài không đinh mộng nhiên chống tay tức giận nói giang sách lập tức hoảng sợ cứng họng không biết nên giải thích như thế nào đinh mộng nhiên bật cười ha ha dáng vẻ của anh buồn cười thật đó Bấy giờ Giang Sách mới phản ứng được Đinh Mộng Nhiên đang cố tình đùa anh, vừa rồi thật sự khiến anh sợ hãi. Anh lắc đầu, nhấc máy. Alo, Tân Huẩn, tìm tôi có việc gì không? Bây giờ anh có rảnh không? Qua phòng khám một chuyến đi. Có bệnh nhân à? Không phải, là ông Lâm Gia Vinh được anh chữa khỏi lần trước, tổng đại lý của Ferrari trong nước. Ông ta tìm tôi à? Đúng, không phải lần trước khi ông ta rời đi nói có cơ hội sẽ tặng cho anh một món quà quý giá hơn sao ông ta lại không biết anh đang ở đâu vì vậy đã mang quà đến chỗ tôi rồi giang sách anh mau tới ký nhận quà đi giang sách nở nụ cười cô nhận giúp tôi một chút là được rồi hoặc là cứ cho cô luôn đi tân uẩn nói không tôi không nhận nổi đâu món quà này rất quý giá anh mau chóng đến một chuyến đi nói xong cô ấy cúp điện thoại giang sách khẽ cao mày đã nhiều ngày trôi qua như vậy món quà mà lâm gia vinh đặc biệt tặng sẽ là gì đây sau khi rời khỏi bờ sông giang sách bắt một chiếc taxi chạy đến cửa phòng khám nhà họ định từ xa anh đã nhìn thấy thứ gì đó được che bởi một tấm vải đỏ vừa vào phòng khám lâm gia vinh đã vui tươi hớn hở đi tới thần y giang rốt cuộc anh cũng đến rồi để tôi chờ lâu quá giang sách mỉm cười ông lâm Ông có thứ gì không thể đặt trước ở chỗ Tân Quẩn mà nhất quyết phải đưa ngay tại chỗ cho tôi thế? Tân Uẩn khẽ lắc đầu, cái này không được đâu, không phải tùy tiện là có thể đặt được. Giang sách bối rối, nhìn bọn họ nói nghe có vẻ ghê gớm như vậy, cũng không biết cụ thể đã mang đến thứ tốt gì. Lâm Gia Vinh dẫn anh ra ngoài, chỉ vào tấm vải đỏ. Mở ra cho thần y Giang xem. Mấy người cấp dưới ngay lập tức bước tới và kéo tấm vải đỏ khổng lồ ra, để lộ một chiếc siêu xe màu đỏ rượu siêu xe mui trần ferrari cánh cửa có thể được mở ra giống bướm hình dạng tổng thể là s nền siêu thấp với lớp sơn xịt cao cấp màu đỏ rượu hơi thở quý tộc đập vào mặt ngay cả những người không hiểu biết nhiều về ô tô nhìn thấy loại xe này cũng biết rằng nó có giá rất xa xỉ trên trăm vạn hay trên ngàn vạn kỳ thật trong nhà giang sách đã một chiếc ferrari nếu thêm một chiếc nữa thì lúc về phải giải thích thế nào với vì đây và lại chiếc ở nhà là một chiếc coupe, lái lúc bình thường khá là thoải mái. Chiếc này thì khác, nó là một chiếc siêu xe điển hình, lái loại xe này khá là siêu phong cách nhưng không thích hợp để ở nhà. Lâm Gia Vinh nói, Thần Y Giang, chiếc xe này dựa trên chiếc Ferrari 458, sử dụng động cơ mới nhất, một chiếc siêu xe được thiết kế riêng cho cậu, chiếc duy nhất trên thế giới. Nó không thể đo đếm được bằng tiền, là một báu vật vô giá chân chính. Chương 418, Ferrari càng ngày càng tệ. Giang Sách ngượng ngùng nói, "Ông Lâm, cái này có thể quá quý giá rồi không?" "Không quý, không quý chút nào." "Thần Y Giang, cậu đã cứu mạng tôi, nếu tôi không bỏ ra chút gì đó thì chẳng phải là tính mạng của tôi vô giá trị sao?" "À, logic này đúng là không sai. Là một người đàn ông, đặc biệt là một người có tài lái xe siêu hạng như Giang Sách, ai mà không thích siêu xe?" Thật ra từ lâu Giang Sách đã muốn mua một chiếc về cất trong nhà, nhưng sợ khi về đến nhà sẽ khó giải thích nên đành cố chịu không mua. Chỉ cần là con người thì sẽ có sở thích và điểm yếu. Cho dù Giang Sách vô dục vô cầu thì trong lòng anh vẫn có thứ mà mình thích. Xe, xe thể thao, đó là thứ Giang Sách yêu thích. Thực ra Lâm Gia Vinh không biết chuyện này, cũng chỉ là làm đại mà thôi. Theo ông ta thấy, chỉ cần là đàn ông, tặng siêu xe chắc chắn là đúng đắn trên thực tế ông ta thành công rồi giang sách vươn tay vuốt ve thùng xe yêu thích không buông tay trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng ngời tu la chiến thần cũng là con người nhìn thấy thứ mình thích cũng sẽ mê mẩn huống chi chiếc xe này anh có lấy cũng không phỏng tay thần y giang xin cậu hãy nhận lấy vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh vậy giang sách vừa định ngồi vào ghế lái để kiểm tra khả năng vận hành của chiếc xe thì chợt nghe thấy một loạt tiếng gầm rú một chiếc Lamborghini màu đen sẫm khác phóng tới đang đậu đối diện với Ferrari bụi bay lên bao phủ lâm gia vinh giang sách và những người khác bên trong khiến tâm gia vinh sặc khói không ngừng ho khan ngay cả chiếc xe mới của giang sách cũng bị phủ một lớp bụi ngay lập tức một chiếc xe mới trở thành một chiếc xe cũ lâm gia vinh chửi ầm lên tên khốn nào có biết lái xe không thể lúc này cửa chiếc Lamborghini mở ra một thanh niên bước ra tựa vai vào cửa, nhàn nhạt nói, chó ngoan không chắn đường, ai bảo ông đậu xe dưới lòng đường. Đôi bên nhìn nhau, đều ngây ngẩn cả người. Chàng trai trẻ là tay đua F1 chuyên nghiệp Khương Chi Sơn. Ferrari đang dẫn đầu tuyệt đối ở F1, nhưng sau khi tuyển thủ vô địch gặp tai nạn xe hơi vào năm trước, đội đã rơi vào tình trạng thiếu kết nối. Điều này cũng tạo cơ hội cho các đội khác bắt kịp. Trong số đó, đội Lamborghini hơn các đội khác một vị trí và khoảng cách với Ferrari vốn đã rất nhỏ. Cụ thể, Lamborghini đã chi mạnh tay để ký hợp đồng với một siêu tuyển thủ. Ở giải đua cá nhân, chức vô địch đã liên tiếp thuộc về đội Lamborghini. Ferrari càng ngày càng tệ. Lần này oan ra ngõ hẹp, không ngờ lại có thể gặp được tuyển thủ F1 chính thức của đội Lamborghini ở một nơi như vậy. Lâm Gia Vinh khinh thường nói, người trẻ tuổi bớt kiêu ngạo đi, đừng tưởng lái xe hỏng là tuyệt. Vào lúc này, một giọng nói hơi hung ác phát ra từ chiếc xe Lamborghini. Tuy rằng xe của tôi hỏng, nhưng tốt hơn xe của ông chứ. Một người đàn ông khác bước ra. Đó là tổng đại lý của Lamborghini tại Trung Quốc Trúc Phong. Lâm Gia Vinh và Trúc Phong đã đối chọi gay gắt trong nhiều trường hợp khác nhau, mối quan hệ giữa hai người khá kém. Hôm nay thật tình cờ, họ lại gặp nhau ở một nơi như vậy. Trúc Phong liếc nhìn chiếc xe mới của Giang Sách, khinh thường nói Ferrari Rác rưởi lỗi thời, lái xe như vậy mà không sợ xấu hổ sao?" Lâm Gia Vinh đáp lại, "Luôn tốt hơn Lamborghini vạn năm đứng thứ hai chứ nhỉ." Những người vây xem sững sờ, "Ferrari, Lamborghini, ha ha, có thể lái bất kỳ chiếc nào trong số chúng cũng là giấc mơ cả đời, làm sao có thể là rác rưởi cho được." Đây là bọn họ coi thường lẫn nhau mà thôi. Lúc này, Giang Sách vươn tay lau bụi trên xe, giọng điệu không tốt nói, "Chuyện giữa hai người tôi không lo được." nhưng anh làm bẩn xe của tôi tôi phải lo chuyện này trúc phong phì cười lo anh lấy gì mà lo anh là cái thá gì giang sách nhìn về phía trúc phong với ánh mắt sắc bén nhìn nhìn cái gì có nhìn nữa cũng không thay đổi được bản chất anh là đồ rác rưởi người rác rưởi lái xe rác tuyệt phối trúc phong ngồi vào xe một lần nữa vẫy tay với khương chi sơn chúng ta đi vâng khương chi sơn lập tức lên xe nổ máy chuẩn bị rời đi. Giang Sách không nói hai lời, lập tức lên xe, nổ máy. Lâm Gia Vinh sửng sốt, "Thần Y Giang, cậu muốn làm gì?" Giang Sách vẫy tay với Lâm Gia Vinh, lên xe. "Chương 419, anh vẫn chưa đủ tư cách so tài với tôi." Lâm Gia Vinh thoáng sững sờ bước lên xe, chỉ thấy Giang Sách đạp ga, xe trực tiếp đi theo chiếc Lamborghini trước mặt, thấy chừng muốn đuổi theo đòi một câu giải thích sao. "Thần Y Giang" cậu muốn làm gì vậy? Ăn miếng trả miếng. Ha! Bọn họ làm gì với xe của tôi, tôi sẽ trả lại hết. Xe yêu chịu, sỉ nhục, giang sách tuyệt đối sẽ không cho qua như vậy. Nhưng mà, thần y giang, đối phương là tay đua ép một chuyên nghiệp, còn lái siêu xe. Làm sao cậu có thể đuổi kịp, tôi thấy chuyện này cho qua đi, sau này sẽ có cơ hội. Không đợi Lâm Gia Vinh nói xong, giang sách đã tăng mã lực và nhanh chóng đuổi theo anh ta lái siêu xe, xe giang sách lại không phải cũng là siêu xe sao? Khả năng vận hành của xe không có nhiều khác biệt, thứ để so sánh chỉ là kỹ thuật. Tay đua ép một chuyên nghiệp thì sao? Giang sách vẫn có có tin tưởng chiến thắng anh ta. Xe đi được nửa đường, Khương Chi Sơn nhìn thấy chiếc Ferrari đuổi theo trong gương chiếu hậu, trong lòng không khỏi vui mừng. Ha ha, thật là một con chó điên. Vậy mà lại còn dám đuổi theo, không biết tự lượng sức mình anh ta đạp mạnh chân ga, tốc độ tăng đột ngột khiến Ferrari bị bỏ lại phía sau. Dù gì cũng là một tay đua F1 chuyên nghiệp, Khương Chi Sơn hoàn toàn khác với những tay đua mà Giang Sách gặp phải trước đây. Trên đường thẳng, Khương Chi Sơn về cơ bản không gặp bất cứ vấn đề gì. Ngay cả khi vào cua cũng gần như hoàn hảo. Cùng với hiệu suất siêu khủng của Lamborghini, Khương Chi Sơn luôn ở vị trí dẫn đầu, hoàn toàn không có cách nào đuổi kịp. Trong chiếc xe phía sau, Lâm Gia Vinh lắc đầu lia lịa, thần y giang, hay là thôi nhé. Tuy rằng y thuật của cậu rất lợi hại, nhưng nói đến kỹ năng lái xe thì người ta là dân chuyên nghiệp lận đấy, bỏ đi ha. Một mặt, Lâm Gia Vinh biết giang sách không so được với người ta. Mặt khác, Lâm Gia Vinh lại càng sợ giang sách giận quá mất khôn, gây ra hành động gì đó không lý trí. Phải biết rằng, bây giờ họ đang chạy quá tốc độ trên đường cao tốc, và bất kỳ chuyển động bất thường nào cũng sẽ dẫn đến một loạt kết quả khủng khiếp ở tốc độ cao như vậy. Xe hủy người chết chỉ chuyện trong nháy mắt. Vì vậy, Lâm Gia Vinh vô cùng sợ hãi, hận không thể tiến lên giành lấy tay lái, ép buộc Giang Sách dừng lại. Nhưng rốt cuộc ông ta vẫn không làm vậy. Nếu thực sự giành lấy tay lái, ước chừng chỉ trong phút chốc sẽ tiêu đời. Tình hình như vậy rằng có một hồi lâu, khoảng cách giữa hai xe hầu như không thay đổi. Khương Chi Sơn ở trong xe phía trước cũng có chút ngoài ý muốn. Thành thật mà nói, anh ta đã sử dụng rất nhiều kỹ năng đua xe F1. Nếu là một tài xế bình thường, phòng Trừng đã sớm bị anh ta bỏ xa đến nỗi ngay cả đèn hậu cũng không nhìn thấy rồi. Nhưng Giang Sách lại vẫn có thể ôm chặt không buông, điều này cho thấy kỹ năng lái xe của anh cũng không tồi. Ha ha, thằng nhóc, có chút bản lĩnh đó. Nhưng đừng lấy sở thích của anh khiêu chiến bát cơm của tôi. Anh vẫn chưa đủ tư cách so tài với tôi. Vẻ mặt Khương Chi Sơn trở nên nghiêm túc, vận dụng nhiều kỹ năng hơn nữa. Lại một củ vào cua, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, ngược lại, chiếc Ferrari phía sau không có cơ hội đuổi kịp. Hiệu suất xe của Ferrari và Lamborghini không có nhiều khác biệt nên hiệu suất trên đường thẳng chênh lệch không lớn, chỉ cần đạp ga là được. Để quyết định thắng bại phải so sánh xem kỹ năng vào cua của ai tốt hơn. Về mặt này, kỹ năng của Khương Chi Sơn lẽ ra sẽ thành thục hơn, dù sao thì Giang Sách cũng là một tay nghiệp dư. Lần nào cũng có vẻ chậm hơn chút, khoảng cách cũng bị kéo giãn ngày càng lớn. Khương Chi Sơn chế nhạo, rác rưởi, còn muốn so sánh với tôi. Anh mà xứng à. Xe phía sau. chương 420, tôi đang ở đâu? Lâm Gia Vinh nhìn chiếc xe phía trước càng lúc càng xa, không khỏi thở dài, cho rằng Giang Sách hẳn là sẽ bỏ cuộc mới đúng. Dù sao thì sau bao nhiêu vòng, mỗi lần vào khúc cua giang sách đều không thể so sánh với người ta vốn không cần so tiếp nữa tuy nhiên giang sách lại hơi nheo mắt lại khẽ nói ông lâm mời ngồi cho vững khúc của kế tiếp tôi muốn vượt qua hả lâm gia vinh trợn tròn mắt đây là trò đùa quốc tế gì vậy vượt qua có thể đuổi kịp đã không tệ còn muốn vượt qua chỉ thấy giang sách tăng ga vừa dẫm đến cùng ferrari đã vọt ra như tên lửa quãng đường ngày càng ngắn lại. Khương Chi Sơn sừng sốt một chút, nhóc con giỏi lắm, vẫn không chịu thua. Thôi bỏ đi, ở góc cua kế tiếp, trực tiếp dạy anh làm người. Anh ta nhanh chóng bẻ lái, sử dụng kỹ xảo vào cua vô cùng cao siêu. Nhưng, kết quả lần này hoàn toàn khác những lần trước. Chỉ thấy giang sách cũng nhanh chóng quay tay lái, và lại tốc độ không giảm chút nào. Khương Chi Sơn sững sờ, thằng này điên rồi sao? Muốn làm gì? vào cua với tốc độ nhanh như vậy, lực ly tâm rất lớn, xe sẽ bay ra ngoài đấy. Lâm Gia Vinh thì càng sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Giang Sách thật sự điên rồi, lấy tốc độ cao như thế vào cua thì có khác gì tự sát đầu chứ? A à, a, Lâm Gia Vinh, một người đàn ông cao to, sợ hãi đến mức hét lên tiếng gào thét bén nhọn như đàn bà, thống khổ không chịu nổi. Tuy nhiên, Giang Sách vẫn bình tĩnh, chỉ thấy bánh xe của anh khóa chặt chiếc xe ma sát mãnh liệt với mặt đất, phát ra tiếng, kết, bánh xe chỉ để lại những vết xước sâu trên mặt đất. Drip vào cua Drip vào cua bình thường kỳ thật không khó nhưng để drip vào của dưới tình huống tốc độ cao như thế thì không chỉ đòi hỏi kỹ năng mà còn phải đủ dũng khí. Khương Chi Sơn đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha ha chế diễu. Kỹ năng lái xe của tên nhóc này không tệ, nhưng chỉ có vậy thôi. Drip vào cua làm khá tốt. Vấn đề là tốc độ xe quá nhanh, với tốc độ nhanh như vậy, xe hoàn toàn không thể vào cua thuận lợi, lực hướng tâm cũng không đủ. Xe nhất định sẽ bay. Chiếc xe của Giang Sách vào cua với tốc độ cao, tức khắc đập vào bên sườn của chiếc Lamborghini. Sau đó, một cảnh tượng còn vô lý và kỳ quái hơn đã xảy ra. Xe của Giang Sách thực sự không có đủ lực hướng tâm, và quả thật nó đã xảy ra tình huống bay ra ngoài. Nhưng mà, Giang Sách vô cùng thông minh khi để Ferrari song song với Lamborghini. Kết quả là Ferrari không đụng về phía núi, mà đụng vào trên thân Lamborghini. Sự va chạm giữa xe với xe. Sự tiếp xúc giữa linh hồn và linh hồn. Bang! Ferrari đột ngột lao thẳng vào Lamborghini, lực tương tác lẫn nhau, va chạm giữa các xe đã sinh ra một lực lan chuyển sang hai bên. Lực này giúp Ferrari chống lại lực ly tâm, bổ sung lực hướng tâm còn thiếu, đưa Ferrari trở lại trạng thái cân bằng một lần nữa. Còn Lamborghini thì không may mắn như vậy. Chiếc xe trượt thẳng ra ngoài, cú va chạm mạnh tông trực diện vào ngọn núi bên hông. Khương Chi Sơn hoàn toàn sững sờ, này này này. Anh ta quay tay lái một cách điên cuồng, nhưng đã quá muộn. Tai nạn xe cộ đều xảy ra chỉ trong tích tắc, làm sao có thời gian để bạn phản ứng. Với một tiếng nổ lớn, chiếc Lamborghini đã đâm trực diện vào núi. Túi khí bung ra, quấn lấy cả hai người ngồi trong xe, đảm bảo tính mạng cho họ. Lần đua xe này, Giang Sách toàn thắng. Trên Ferrari, Lâm Gia Vinh sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi phải làm gì? Lâm Gia Vinh đặt ra ba câu hỏi lớn trong đời người, thật lâu mới khôi phục lại từ bên trong kinh hoàng. Ông ta quay đầu lại, nhìn chiếc Lamborghini bị đâm cháy thông qua cửa kính xe phía sau, đến bây giờ vẫn không thể tin đó là sự thật vào cua với tốc độ cao, brick vào cua, và quẹt, mọi thứ diễn ra trước đó giống như tình tiết trong phim điện ảnh vậy. Lâm Gia Vinh nuốt nước bọt, nhìn Giang sách bên cạnh với vẻ run sợ, thần y Giang, không nhìn ra kỹ năng lái xe của cậu cũng mạnh như vậy. Ông ta thở hổn hển mấy hơi rồi lại hỏi, nhưng thật ra, cậu đã sớm có thể vượt qua ở góc cua rồi, tại sao còn phải theo sau suốt như vậy, đợi đến khúc cua trước rồi anh mới chuẩn bị vượt. Giang Sách thản nhiên nói, bởi vì những khúc cua trước đây đều nằm ở rìa của một vách đá, nếu tôi vượt như vậy thì họ sẽ không còn mạng nữa. Chương 421, mọi người đều sững sờ. Lâm Gia Vinh chấn động, quả nhiên ông ta đã đoán đúng, kỳ thật ngay từ đầu Giang Sách hoàn toàn có thực lực xử lý Khương Chi Sơn. Chỉ là anh không muốn gây ra tai nạn chết người, cho nên vẫn luôn chờ đợi. Khi bên góc cua là vách núi, anh mới tiến hành vượt xe, điều này không chỉ kéo vãn Tôn Nghiêm mà còn đảm bảo rằng đảm khương chi sơn sẽ không chết người đàn ông này vẫn có thể duy trì lý trí trong lúc phẫn nộ đúng là đáng sợ tất nhiên điều khiến lâm gia vinh cảm thấy ngạc nhiên nhất vẫn là kỹ năng lái xe của giang sách một bác sĩ sao lại có được kỹ năng lái xe tuyệt diệu như vậy phải biết rằng người mà anh vừa mới thắng là tay đua ép một chuyên nghiệp là một đối thủ đáng gờm mà một người bình thường sẽ không bao giờ có thể đánh bại được trong đời nhưng giang sách đã chiến thắng lại còn thắng một cách dứt khoát như vậy. Khương Chi Sơn làm bẩn xe của anh, anh ăn miếng trả miếng, trực tiếp phá hủy chiếc xe của Khương Chi Sơn. Cá tính mạnh mẽ, năng lực xuất sắc, bấy giờ Lâm Gia Vinh mới nhìn Giang Sách với cặp mắt khác xưa. Người đàn ông trẻ tuổi, trước mặt không chỉ đơn thuần là một bác sĩ. Nhìn một lát, Lâm Gia Vinh ho khan một tiếng, nói thần y Giang, tôi thấy kỹ năng lái xe của cậu rất tốt, có thể đồng ý một yêu cầu nho nhỏ với tôi được không? Ông Lâm mời nói. "Thần Y Giang, có lẽ cậu cũng biết, chủ tướng Ferrari F1 của chúng tôi đã bị thương nặng cách đây vài năm, không thể thi đấu được nữa. Bây giờ, đội xe rất cần một linh hồn để dẫn dắt mọi người thoát khỏi vũng lầy." Lâm Gia Vinh kiên định nhìn Giang Sách, "Tôi cảm thấy, cậu có thể." Giang Sách có chút bất ngờ, yêu cầu này thì anh chưa từng nghĩ tới. Trở thành một tay đua chuyên nghiệp, chuyện này, anh hơi ngập ngừng nói, "Ông Lâm, Mặc dù tôi cũng rất thích đua xe, nhưng tôi còn rất nhiều việc phải làm, chẳng hạn như nghiên cứu sâu về y thuật. E là không thể coi đua xe trở thành nghề nghiệp. Không thành vấn đề, Lâm Gia Vinh nói, cậu chỉ cần ký hợp đồng tạm thời với đội là được, có thể đến và rời đi bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tôi sẽ trả lương cho cậu theo hợp đồng dài hạn. Cũng tức là làm nhân viên tạm thời và hưởng lương của nhân viên chính thức. Nếu đổi lại là bất cứ ai cũng đồng ý nhỉ. Giang Sách không vội trả lời ngược lại tò mò hỏi, ông Lâm, sao ông lại nóng lòng muốn tôi vào đoàn xe như vậy? Lâm Gia Vinh thở dài, nói thật với cậu, không đầy một tháng nữa sẽ diễn ra giải đua xe địa hình ở trong nước. Tuy không phải là giải đua F1 chính thức nhưng các đội F1 lớn sẽ cử những tay đua mạnh nhất của họ tham gia. Ai có thể giành chiến thắng trong cuộc đua này có thể nhận được khoản phí tài trợ rất lớn. Quan trọng hơn, có thể có nhiều tiếng nói hơn trong F1. Ferrari của chúng tôi hiện đang thiếu những tuyển thủ nòng cốt, ban đầu tình hình đã không ổn. Nếu chúng tôi lại mất quyền phát ngôn nữa, về sau e rằng sẽ rơi xuống đội hạng 2. Đây là điều tôi không thể chấp nhận được. Hóa ra Lâm Gia Vinh muốn giang sách có thể giúp ông ta giành chiến thắng trong cuộc đua xe địa hình. Và đây cũng lại là điều giang sách am hiểu. Nếu thực sự tham gia lái xe F1, giang sách đều không quen thuộc với các mô hình và địa điểm nhưng đua xe địa hình là môn am hiểu nhất của giang sách anh mỉm cười và gật đầu đồng ý ông lâm ông tặng tôi một chiếc siêu xe sang trọng như vậy chút việc nhỏ ấy tôi ắt phải giúp lâm gia vinh nở nụ cười rạng rỡ có thể có được sự giúp đỡ của giang sách cuộc đua xe địa hình có lẽ có thể ăn chắc sau đó giang sách lái xe dưới sự hướng dẫn của lâm gia vinh đến trại tập trung của đội ferrari tại đây Giang Sách gặp được tất cả các thành viên F1 chính thức của Ferrari. Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi tay lái ở đây đều là những cao thủ đẳng cấp nhất và kỹ năng lái xe là thứ mà những người bình thường còn lâu mới có thể sánh được. Lâm Gia Vinh giới thiệu, "Nào nào nào, để tôi giới thiệu với mọi người một chút. Cậu Giang Sách này chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Ngoài ra, cậu ấy cũng là một tay đua xe rất cừ. Tôi quyết định ký hợp đồng với cậu Giang để cậu ấy trở thành một phần của đội xe hỏa nha." mọi người đều sững sờ. Vẻ mặt của họ đều rất kỳ lạ, đầu tiên là nghi ngờ, sau đó là tức giận. Đội trưởng đội xe Dương Tuấn Thiên nói, ông Lâm, ông đang đùa chúng tôi sao? Để bác sĩ làm tay đua, đúng, y thuật của anh ta rất lợi hại, có thể chữa khỏi cho ông Lâm, tôi cũng bội phục sâu sắc. chương 422, thế tôi lái xe gì thì được. Nhưng như người ta nói, khác nghề như cách núi, suy cho cùng thì Giang Sách cũng chỉ là một bác sĩ ông để anh ta gia nhập đội xe, đây không phải là sự sỉ nhục đối với chúng tôi là những tay đua chuyên nghiệp đã tập luyện chăm chỉ mỗi ngày hay sao? Lâm Gia Vinh cao mày. Tuấn Thiên, cậu cũng đừng coi thường giang sách. Trên đường tới đây, cậu ấy đã đánh bại Khương Chi Sơn của đội Lamborghini. Dương Tuấn Thiên cười khẩy. Khương Chi Sơn. Đúng, anh ta là một tay đua chuyên nghiệp, nhưng chỉ là một nhân vật nhỏ không phải chính quy. Kỹ năng của anh ta còn kém Dương Tuấn Thiên không biết bao nhiêu hạng đánh bại một nhân vật nhỏ bé như vậy có ích gì. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Gia Vinh vang lên. Sau khi nhấc máy mới biết được có một cuộc họp quan trọng đang chờ ông ta tham dự. Lâm Gia Vinh cúp điện thoại và nói với Dương Tuấn Thiên, tôi có việc gấp phải đi trước. Tuấn Thiên, cậu giúp tôi để ý cậu Giang Sách một chút. Sau này cậu ấy chính là một phần tử của đội xe, cậu cần phải đối xử với người ta cho tốt, có nghe thấy chưa? Dương Tuấn Thiên khinh thường xoay mặt đi. Bảo anh ta đối xử tốt với Giang Sách. Ha ha, nếu thân phận của Giang Sách là bác sĩ thì có. Thế, nhưng thân phận hiện tại của Giang Sách là tay lái thì không được. Lâm Gia Vinh giải thích thêm vài lời với Giang Sách, sau đó rời khỏi hiện trường. Đợi cho Lâm Gia Vinh rời đi, bầu không khí tại hiện trường có chút kỳ quái. Mỗi một tay lái đều nhìn Giang Sách với ánh mắt khinh bỉ. Một bác sĩ, dựa vào đầu mà gia nhập đội xe làm tay lái. Đây quả thực là sự khinh bỉ cho những tay lái khác. Khuyết thiếu tay lái nòng cốt là có thể sằng bậy như thế sao? Ông Lâm thật là bệnh gấp nên bốc thuốc lung tung à. Mặt hàng gì cũng dám dẫn vào đội xe. Đừng nói nữa, người so sánh với người thì có thể tức chết người. Người ta ký hợp đồng tạm thời, lại nhận lương chính thức. Số tiền không chỉ gấp đôi của chúng ta. Mẹ kiếp, đúng là không có thiên lý. Vốn dĩ mọi người đều rất phản cảm với giang sách sau khi biết được bản hợp đồng tiền lương của anh thì họ lại càng không vui dương tuấn thiên nắm chặt tay bước đến trước mặt giang sách anh ta nhìn lướt qua chiếc xe mới của giang sách trong lòng lại càng cảm thấy không thoải mái anh ta biết đó là chiếc siêu xe mới do lâm gia vinh cố ý chế tạo gấp gáp ra ngay cả anh ta còn không có tư cách lái vậy mà nó lại được đưa cho giang sách một cách dễ dàng như vậy dương tuấn thiên rất khó chịu anh ta hạ giọng nói giang sách Tôi không quan tâm mối quan hệ của anh và ông Lâm tốt như thế nào. Tôi là đội trưởng, anh đã gia nhập đội xe thì phải nghe lời tôi. Giang Sách, vậy anh muốn tôi làm gì? Dương Tuấn Thiên quay đầu nhìn chiếc Ferrari màu đỏ rượu, không vui nói, việc đầu tiên tôi muốn anh làm là từ nay về sau đừng bao giờ lái chiếc xe này nữa. Với yêu cầu vô lý thế này, Giang Sách không hề tức giận mà chỉ đơn giản thốt ra hai chữ, nguyên nhân dương tuấn thiên cười khẩy hai tiếng tay đua chuyên nghiệp như chúng tôi so kỹ thuật chứ không so tính năng của xe nếu như anh chỉ chạy xe tốt mãi thì sẽ nuôi bệnh ỉ lại vào tính năng xe sau này không sửa được đâu vậy nên tôi mới muốn anh bắt đầu từ cái nền tảng nhất hiểu chưa tuy nghe rất giả dối nhưng không thể phủ nhận rằng nó cũng rất có lý với những chuyện có lý lẽ giang sách không phản đối bao giờ thế tôi lái xe gì thì được Dương Tuấn Thiên trầm ngâm chốc lát rồi cười xảo trá, đưa tay chỉ về phía chiếc xe đua màu xám đen ở ngoài rìa. Không phải anh thích lái Ferrari 458 à? Chiếc đó may thay chính là loại đó, sau này anh cứ lái nó đi. Mọi người xung quanh đều cười phá lên. Ferrari 458 là sản phẩm của mấy năm trước rồi, tính năng tương đối lạc hậu, động cơ càng không so được với xe đời mới nhất. Giống như chiếc mà Lâm Gia Vinh cho giang sách này, thật ra chỉ lấy thân xe của Ferrari 458 làm nền, toàn bộ linh kiện đều là mới hết, vậy nên tốc độ cực kỳ nhanh. Còn chiếc xe cũ kia tốc độ không bị được. Động lực hệ thống không biết thua bao nhiêu lần so với xe mới. Thật ra đó là xe cũ của Dương Tuấn Thiên, đã lâu không lái, để đó phủ bụi cũng sắp một năm. Giang sách không oán thán câu nào, giơ tay ra muốn lấy chìa khóa xe, bước đến trước chiếc 458, dùng tay phủi phủi bụi rồi gật đầu nói, xe này ổn phết. Ổn á, chương 423, vẫn chưa tập xong đàng hoàng hà. Dương Tuấn Thiên Suýt thì buồn cười chết, chiếc xe quen này mà còn ổn cơ à. Xem ra tên giang sách này đúng là chưa ra đời bao giờ. Anh thấy nó ổn thì nó sẽ ổn. Đúng rồi, xe sắp hết xăng rồi, anh đi đổ thêm đi. Ngoài ra tối nay chúng ta phải tập trung huấn luyện, anh đi mua tí đồ ăn tối về cho chúng tôi, nghe chưa? dương tuấn thiên bỏ ngoài tại mọi lời dặn của lâm gia vinh hoàn toàn không chăm sóc gì cho giang sách không những không giúp đỡ mà thậm chí còn sai vặt giang sách như một thằng nhãi danh không hề tôn trọng giang sách chút nào tôi biết rồi giang sách ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn lái xe rời đi dương tuấn thiên và những người khác đồng thời giơ ngón giữa lên từ đằng sau đồ rác rưởi còn dám ăn nhờ ở đậu chỗ tao à chưa tới ba ngày ông sẽ đá đít mày. Trời dần tối, Giang Sách lái xe dạo một vòng thích ứng với tính năng xe trước, thật ra ngoài việc động cơ xe hơi yếu thì những chỗ khác vẫn còn tốt, cho dù có tệ mấy thì vẫn là Ferrari mà. Mua cơm xong thì anh đến trạm xăng đổ đầy. Đang tính lái xe đi, phía sau có một chiếc sedan màu bạc trắng chạy đến, người lái là một cô gái tầm cỡ 25 tuổi. Cô gái có mái tóc đen dài suôn mượt, áo sơ mi phẳng phiêu sạch sẽ dưới mắt trái cô ta có một nốt ruồi nhỏ. Cô gái này chính là con gái lớn của Lâm Gia Vinh, cũng là quản lý của đội xe hỏa nha Lâm Mộng Vân. Nhìn thấy chiếc 458 thì Lâm Mộng Vân hơi bất ngờ, cô ta nhớ chiếc xe này là của Dương Tuấn Thiên, không phải đã phủ bụi cả năm ở đội xe rồi sao? Hôm nay sao lại tâm huyết lái nó ra ngoài thể? Lâm Mộng Vân đạp ga, muốn đuổi theo hỏi xem có chuyện gì. Kết quả ngượng ngùng là tốc độ của 458 rất nhanh, Phút chốc đã sộc thẳng đi, hoàn toàn không cho Lâm Mộng Vân cơ hội để đuổi theo. Hừ, anh tưởng dễ mà cắt đuôi tôi à? Lâm Mộng Vân tuy rằng chỉ là quản lý nhưng kỹ thuật lái xe cũng tương đối đáng gờm, hơn nữa chiếc xe của cô ta được dùng toàn bộ linh kiện mới, 458 khó mà so sánh được. Vậy nên cô ta rất tự tin có thể đuổi theo chiếc 458 kia. Giống như Lâm Mộng Vân đã dự đoán, tính năng của xe cô ta rất tốt, động cơ mạnh cực trông có vẻ sắp đuổi kịp tới nơi. Nhưng ngay lúc rẽ, tốc độ của 458 không giảm mà ngược lại còn tăng nhanh. Dương Tuấn Thiên bị điên à? Rẽ mà còn tăng tốc, anh ta muốn làm gì? Lâm Mộng Vân không dám làm càn, vội vàng hạ tốc độ chân ga để rẽ theo, sau đó cô ta nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc nhất trong đời mình. Dưới ánh hoàng hôn của chiều tà, chiếc Ferrari 458 màu xám đen tiến vào khúc cua với tốc độ di chuyển không khác gì gió chiếc xe giữ tốc độ nhanh nhất, sau khi rẽ thành công, nó giống như một con ngựa hoang thoát cương, lại sộc mạnh về phía trước, biến mất không tung tích. Đợi đến khi Lâm Mộng Vân rẽ xong, cô ta đã không thấy chiếc 458 kể cả là đèn xe của nó. Cả người cô ta đờ đẫn ra, đạp mạnh thắng một cái, xe dần dừng lại. Lâm Mộng Vân nhìn chiếc 458 đã lao đi xa, tự mình lẩm bẩm vào khúc rẽ với tốc độ nhanh nhất, Dương Tuấn Thiên, anh tập được kỹ thuật lái xe điệu nghệ thế này từ lúc nào vậy được đấy lén tôi luyện lái xe để cho tôi bất ngờ ở cuộc thi địa hình núi một tháng sau sao hừ anh giỏi lắm cô ta khởi động xe lại tiếp tục đuổi theo trại huấn luyện đội xe giang sách dừng xe xong thì lấy đồ ăn ra cho mọi người mọi người ban đầu còn không muốn mang ơn nhưng nhìn đồ ăn giang sách mang về có vẻ ngon miệng nên đầu hàng hết ai nấy đều nhào đến dành nhau ăn Dương Tuấn Thiên giơ tay ra cầm một cái đùi gà lên, vừa ăn vừa nói, giang sách, xem như anh có mắt nhìn, đồ ăn hôm nay ngon lắm, đi chỗ khác đi. Giang sách cười cười nhưng không nói gì, quay người rời đi. Lúc này, một tay đua khác là điền kề bước qua, khẽ nói với Dương Tuấn Thiên, đội trưởng, trời đã tối rồi, mau ăn nhanh rồi lo tập thôi. Trận đua địa hình núi sắp bắt đầu, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, cái tuyệt kỹ của anh còn thiếu chút gì đó, tập xong sớm thì yên tâm sớm đi thôi dương tuấn thiên gật gật đầu ừ tôi ăn xong thì tập ngay hai người đang nói chuyện thì bỗng một chiếc xe đan chạy tới đỗ vào bãi đỗ xe lâm mộng vân bước ra dương tuấn thiên thấy cô ta thì sáng rỡ cả mắt lên lâm mộng vân là người con gái anh ta ngày nhớ đêm mong người của cả đội xe đều biết đó là người con gái mà đội trưởng đang cố sức theo đuổi không ai được động vào lâm mộng vân vừa cười vừa bước sang Dương Tuấn Thiên Anh giỏi lắm, dám lén tập kỹ thuật lái xe sau lưng tôi, hư lắm đấy nhé. Dương Tuấn Thiên và Điền Kề nhìn nhau một cái, ngứa cả ra. Chuyện này chỉ có hai người họ biết, Lâm Mộng Vân có được tin tức từ đầu thế. Không lẽ lúc họ nói chuyện đã bị Lâm Mộng Vân nghe thấy? Không thể nào. Bọn họ nói chuyện với âm lượng rất nhỏ, Lâm Mộng Vân lại ngồi trong xe, trừ phi cô ta có thuận phong nhĩ, nếu không không thể nào nghe thấy được lâm mộng vân bước tới chất vấn kỹ thuật điêu luyện thể sao không nói cho tôi sớm hơn ha dương tuấn thiên cười khì khẽ nói thật ra kỹ thuật này của tôi vẫn chưa tập thành thục lắm vậy nên không có nói cho cô biết hơn nữa đây là bí mật kinh doanh đấy tôi tính đợi tới lúc thi đấu mới dùng để đối thủ trở tay không kịp vẫn chưa tập xong đàng hoàng hà lâm mộng vân hơi bất ngờ lúc nãy nhìn thấy đường rẽ di chuyển trên cao tốc đã khá hoàn hảo sao lại chưa tập xong Chẳng lẽ còn có nơi cần hoàn thiện hơn? Chương 424, không chịu thua. Lâm Mộng Vân lập tức nổi hứng thú, đã lâu rồi không có người mới vào đội xe. Cô ta hỏi, anh tên gì? Trước kia ở đội xe nào thế? Giang Sách chưa kịp trả lời thì Dương Tuấn Thiên đã cười khẩy nói, anh ta tên Giang Sách, trước kia ấy mà, là một bác sĩ cơ. Bác sĩ? Ừ, cũng không biết ông Lâm nghĩ gì mà để một tay nghiệp dư vào đội xe, không hiểu nổi. Lâm Mộng Vân lại không bài trừ người ngoài mấy, cô ta cười nhẹ rồi nói: "Giang Sách, anh cố lên nhé, cho dù không phải xuất thân chuyên nghiệp nhưng mà cố gắng luyện tập thì tôi tin sớm muộn gì anh cũng có ngày được lên sân đấu." Trong lúc mọi người vẫn đang ăn uống cười nói thì nghe thấy tiếng máy xe ùn ùn vang lên. Hơn 10 chiếc xe đua đang tiến vào, dừng lại bên ngoài sân huấn luyện. Những chiếc xe này không khác biệt gì nhau, đều là Lamborghini. Tất cả cửa xe được mở ra, lần lượt là những người đàn ông cường tráng bước xuống họ đều là đội viên chính thức của đội xe lamborghini trong đó đi đầu phía trước là con trai trúc minh của trúc phong tổng đại lý nội địa của lamborghini anh ta nổi giận đùng đùng mà đi về phía đám dương tuấn thiên lạnh mặt nói tên lâm gia vinh chó chết kia đâu kêu ông ta cút ra đây cho bố mày hóa ra vì ba mình bị tai nạn nên anh ta cố tình chạy đến đây tìm lâm gia vinh để trả thù lâm mộng vân không vui nổi giọng điệu không mấy thiện trí mà nói ba tôi là kẻ mà ai muốn thì cũng có thể gặp sao trúc minh nham hiểm nói không gặp ông đây sẽ đánh cho đến khi nào ông ta chịu ra gặp anh em lên dương tuấn thiên cũng không nói nhiều cầm đồ lên rồi gọi theo mọi người chuẩn bị chiến thắng với đối phương lâm mộng vân ngây người ngon quá nhỉ cô ta hét lớn dừng tay mọi người đều là tay đua không phải đầu đường có chợ đừng suốt ngày đòi chém đòi giết được không mọi người nhìn nhau rồi cũng thấy có lý bèn bỏ vũ khí trong tay xuống lâm mộng vân chất vấn chúc minh anh tìm ba tôi có việc gì ha ha cô biết diễn ghế đấy tên lâm gia vinh chó chết đó tông xe ba tôi khiến ba tôi bất tỉnh rồi làm cho đội viên đội xe chúng tôi là khương chi sơn gãy một bên chân có phải tôi nên tính món nợ này với ông ta không dương tuấn thiên cười ô hóa ra là cây không bằng người không chịu thua hả lái xe không giỏi bằng thì bị đâm cho tàn phế, xong rồi đến đánh nhau ẩu đả. Đội xe Lamborghini các anh đúng là đồ phế vật. Trúc Minh nổi hết gân xanh trên trán. Cây không bằng người. Không chịu thua. Anh ta chỉ vào Dương Tuấn Thiên, được, nếu chúng ta đã là tay đua hết thì dùng cách thức đua xe để đấu nhau một phen. Dương Tuấn Thiên, anh có gan đua với tôi một lần không? Dương Tuấn Thiên cao ngạo ngẩng đầu, chẳng lẽ tôi sợ anh? Trúc Minh nói, tôi thua thì đền bù xong lập tức đi ngay, anh thua thì phải kêu tên chó chết Lâm ra Vinh đó lết ra đây. Được thôi, đi theo tôi. Đám Trúc Minh quay người lên xe, chậm rãi lái ra khỏi trại huấn luyện, Dương Tuấn Thiên và những người khác cũng lên xe đi theo. Còn về giang sách, anh lặng lẽ lái chiếc 458 màu đen xám ban nãy rồi bám theo sau. 20 phút sau, một đoàn người đông đúc đến đường núi, con đường núi này bình thường rất ít người đi, Bây giờ trời lại tối, càng ít người đi hơn. Nơi này sẽ là nơi quyết định thắng bại của họ. Trúc Minh nói, nơi này là đường núi vòng vèo, xuất phát từ chỗ này, sau đó sẽ theo một hướng khác quay về. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, ai về trước người nấy thắng. Dương Tuấn Thiên nhún vai, con đường này không biết tôi đã lái bao nhiêu lần rồi, Trúc Minh, anh muốn thị trên địa bàn của tôi ư? Tìm cái chết đấy à. Chương 425, tuyệt kỹ của tôi vẫn chưa tập xong ha ha, Dương Tuấn Thiên, hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là thực lực. Hai người lần lượt lên xe. Theo tiếng còi vút lên, Ferrari và Lamborghini đồng thời xuất phát, tiếng động cơ dội lên cực lớn, phút chốc những tay đua ở hiện trường cũng trở nên hưng phấn. Hai chiếc xe lao vút đi như bay. Vì điều kiện máy móc khá giống nhau nên tốc độ trên đường thẳng gần như bằng nhau. Nhưng đến chỗ rẽ thì có sự khác biệt. Trúc Minh tuy rằng kiêu căng nóng nảy những kỹ thuật chi tiết rất tốt, lần nào vào khúc rẽ cũng giữ đến chỗ vừa ổn, giảm tốc, vào cua, tăng tốc rồi vột đi, liền mạch rành giọt, không xuất hiện sơ hở nào. Dương Tuấn Thiên cũng không tồi, nhưng giống như khoảng cách giữa một người được 99 điểm và 100 điểm vậy, tuy rằng rất ngắn nhưng vẫn có sự tồn tại khách quan. Mỗi lần vào đường rẽ, Dương Tuấn Thiên sẽ bị tụt lại một chút. Qua mấy ngã rẽ, Dương Tuấn Thiên đã bị bỏ xa một khoảng cách nhất định, mặc cho đuổi thế nào cũng không đuổi theo được. Trúc Minh dường như cố ý duy trì cự ly này, cố tình ép khoảng cách này với Dương Tuấn Thiên rồi vụt qua điểm đích, điều này nói lên thực lực chân chính của Trúc Minh vẫn chưa hề được bộc lộ hết. Xe dừng lại. Trúc Minh vừa đi vừa cười diễu, đội trưởng đội xe hỏa nha của Ferrari mà cũng chỉ tới đó thôi sao? Tôi mới phát huy 7 phần sức thôi mà đã khiến cho anh không trở tay được. Ha ha, đội trưởng chúng tôi mà ra tay thì chắc ảnh phải sợ tè ra quần, Trúc Minh giỏi như thế nhưng ở trong đội cũng chỉ dừng lại ở hạng thứ hai. Bởi vì, đội xe của họ có tay đua siêu cấp với danh sưng, tay đua mạnh nhất thế giới, hạt nhân đầu não mà Lamborghini đã bỏ ra rất nhiều tiền tìm về. Nhưng cho dù là hạng 2 thì Dương Tuấn Thiên cũng không so được. Phải biết rằng đây còn là chạy ở địa hình mà Dương Tuấn Thiên vô cùng quen thuộc, nếu đổi thành nơi khác thì Dương Tuấn Thiên chỉ có thua thảm hại hơn nữa. Anh ta cúi gầm đầu, không còn mặt mũi nhìn ai. Lâm Mộng Vân ở bên cạnh vội hỏi, Dương Tuấn Thiên Anh sao vậy? Không phải anh có tuyệt kỹ sao? Vừa rồi sao không dùng? Dương Tuấn Thiên Âu sầu nói, tuyệt kỹ của tôi vẫn chưa tập xong. Sao lại chưa xong? Lúc tôi về rõ ràng nhìn thấy anh dùng tuyệt kỹ khi lái chiếc 458 mà, nếu có chiều đó thì anh thắng chắc rồi. Lúc cô về, 458, chiều nào? Dương Tuấn Thiên như vịt nghe sấm, không hiểu đầu cua tại nheo ra sao. Nhưng khi anh ta nhìn lướt qua đám người và thấy Giang Sách, trong lòng Dương Tuấn Thiên bỗng nảy ra một ý nghĩ vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ là không thể nào, một bác sĩ, một người ngoài ngành mà thôi, sao lại có thể? Nhưng vừa rồi lái chiếc 458 ra ngoài không phải là Giang Sách hay sao? Hơn nữa Giang Sách và Lâm Mộng Vân lần lượt về trại huấn luyện, có thể nói rõ người mà Lâm Mộng Vân nhìn thấy chính là Giang Sách. Dương Tuấn Thiên bấy giờ mới hiểu Hóa ra, tuyệt kỹ mà Lâm Mộng Vân nói đến nãy giờ không phải là tuyệt kỹ mà mình chưa tập luyện xong, mà là kỹ thuật đặc biệt mà Giang Sách đã dùng trên đường lúc nãy. Chỉ là vì chiếc xe đó là chiếc 458 cũ, vậy nên Lâm Mộng Vân mới nhầm thành người lái xe là Dương Tuấn Thiên. Sau khi biết được chân tướng, Dương Tuấn Thiên càng tức giận hơn. Người con gái mình thích lại đi sùng bái một người đàn ông khác, chuyện này đổi lại là một người đàn ông bình thường nào khác gặp phải thì cũng không thể chấp nhận. Dương Tuấn Thiên cắn răng, lại ghét Giang Sách thêm vài phần. Nhưng lúc này không phải là lúc anh ta kỳ kèo với Giang Sách, Trúc Minh bước sang, lạnh lùng nói, có chơi có chịu, gọi điện cho tên chó chết lâm gia vinh kia đi, kêu ông ta cút ra đây cho tôi.